Xin chào mọi người một lần nữa. Mọi người có khỏe không? Lâu lắm mới gặp bạn Cẩm. Hôm nay bạn Cẩm ôn lại hành trình Israel. Học viên khóa môn đồ 2. Thánh Linh năng quyền. Thịnh ơi! Chúa ơi Để Ad Anh Thế vào trong cái nhóm thỉnh thoảng thông báo chị Thủy ghét dùm nhé, anh Thế vào trong cái nhóm lớp môn đồ 3 của mình nhé. Em quên mất, không không có ép từ mấy mấy bữa. Anh chị em hôm trước thì chúng ta đã học tuần buổi thứ tư thì chỉ có mỗi một mấy 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 người à, nếu mà có Luyến, có chị Trâm này, có chị Thủy này, có mấy người à, chị Anh Thế này, có Tài, có mấy người nữa, có cô Bích nữa. Choi. Và Joyce hôm nay thì hơi hơi đầy đủ hơn nhưng mà vẫn thiếu nhiều bạn ở trong lớp quá. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người để mọi người học nhá. Amen. Hôm trước thì chúng ta đã học mà về những thời gian đầu đời của Môi-se, ba giai đoạn của Môi-se. Tuần rồi chúng ta học ba giai đoạn của Môi-se, đúng không ạ? Rồi chúng ta học ông ở tại sa mạc Arabi hay là ở tại xứ Madian đấy anh chị em. Chúng ta đã kết thúc cái phần đầu tiên đó của chúng ta đã kết thúc cái phần những cái phần đầu này. Về mục đích của Chúa rèn thử Môi-se ở trong đồng vắng. Chúng ta đã kết thúc hết những cái phần này rồi. Chúa muốn rèn luyện Môi-se ở trong đồng vắng thì chúng ta biết rồi, để ông phát triển đời sống khiêm nhường. Và tại sao lại Chúa lại cho ông chân chiên mà không phải là một nghề khác? Vì Chúa muốn phát triển đời sống của Môi-se. Chúa muốn biết Môi-se, Chúa muốn Môi-se hiểu biết về những con chiên. Amen. Vì ông sẽ dẫn dắt bầy chiên của Chúa, cho nên là ở đây nếu mà ai muốn hầu việc Chúa thì chắc chắn là Chúa sẽ dẫn chúng ta đi giống như cách mà Chúa sẽ rèn luyện Chúa đã rèn luyện Môi-se. Chúa muốn chúng ta hiểu bầy chiên của Chúa. Chúng ta có tấm lòng cảm thông, có tấm lòng của một người chăn bầy, có tấm lòng của một người gây dựng con cái của Đức Chúa Trời. Vì giống như mình đã nói lần trước rằng là tất cả tấm lòng của Chúa là hướng về con cái của Ngài. Amen. Và tấm lòng của Ngài là hướng về những con chiên, về con cái của Chúa. Cho nên nếu chúng ta có một tấm lòng khác thì nó không phù hợp với Chúa. Cho nên là đó là lý do tại sao Chúa kêu gọi những người hầu việc Chúa. Phần lớn là Chúa kêu gọi họ bỏ đi những cái sự ích kỷ của cá nhân và để sống vì người khác. Tôi thấy không có một người nào vĩ đại nếu mà không có làm được điều này cho Chúa. Cho nên là nếu mà chúng ta vẫn còn muốn sống cho cá nhân mình nhiều thì có lẽ là chúng ta không phù hợp với lại điều mà Chúa kêu gọi. Hoặc là chúng ta cần phải xin Chúa giúp đỡ. Tay ơn vọng lại. Để chúng ta có một cái tấm lòng như là Chúa, tấm lòng như là Chúa, tấm lòng giống như Ngài ban cho Môi-se. Chúng ta đã học về việc mà Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta tập trung 100% đúng không ạ? Nguyên tắc về bụi gai đó là 100% tập trung. Chúa muốn chúng ta biết về các cái bản tánh của Chúa, giống như Môi-se đã nhận được khải thị của Chúa, nhận biết bản tánh của Ngài. Ngài đứng thánh khiết, rồi chúng ta cần phải kính sợ Chúa, chúng ta cần phải quan tâm đến dân của Ngài, vì Ngài quan tâm đến dân Ngài, về kế hoạch của Chúa, về ra các danh xưng của Chúa. Nếu mà chúng ta thực hiện công tác của Chúa thì chúng ta cần phải hiểu cái cách thức của Ngài. Công việc của Chúa luôn được phải làm trong đường lối, phải được làm trong đường lối của Chúa. Amen. Chúng ta đã học về cái đó rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi cái phần kế tiếp, còn một phần nhỏ nữa của cái phần tại Marian này của Môi-se. Đó là khi mà Chúa kêu gọi Môi-se trở về thì Chúa cho Aaron phụ với Môi-se. Chúng ta bắt đầu từ cái phần này hôm nay nhé.
Anh chị em, Chúa cho Aaron phụ với Môi-se ở trong suốt đoạn 4 câu 10 đến câu 7. Để chúng ta thấy rằng là khi mà Môi-se được gọi thì ông đã thấy rằng mình là một cái người có môi uncircumcised. Thực ra tiếng Anh đó là một môi không chịu cắt bì. Cái bản tiếng Việt của chúng ta sẽ dịch là gì ạ? Nói lắp. Nhưng mà cái bản tiếng Anh, bản King James thì nói là uncircumcised, là một cái người có một môi chưa chịu cắt bì, có nghĩa là không thanh sạch. Có nghĩa là ông thấy, nhận thấy cái sự yếu đuối của mình. Ông trở nên khiêm nhường sau 40 năm Đức Chúa Trời ngày rèn thử ông trong đồng vắng. Cho nên khi mà Chúa rèn thử chúng ta, cái mục đích của Chúa rèn thử đó để chúng ta hoàn toàn tin cậy vào nơi Chúa. Amen. Cho nên là người nào mà để cho Chúa làm tiến trình này càng nhanh thì anh chị em và tôi chúng ta sẽ càng sớm, Chúa sẽ sử dụng chúng ta sớm hơn. Còn nếu tiến trình này lâu quá thì chúng ta sẽ thấy rằng là rất mất thời gian. Phải không ạ? ai muốn nhanh thì giơ tay. Tôi không biết anh chị em thế nào chứ tôi thì muốn nhanh lắm, nhanh chóng mà, đúng không ạ? Xin giơ tay nếu anh chị em muốn nhanh, còn nếu mà anh chị em muốn chậm thì cái đấy tùy anh chị em thôi. Đúng không ạ? Chúa phải rèn luyện chúng ta để chúng ta hoàn toàn lấy đi những cái sự independence, là cái sự độc lập khỏi Chúa, độc lập trong mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta. Và ở đây thì Chúa thấy được Môi-se cần có người giúp đỡ, cho nên Chúa đã sai Aaron đến giúp đỡ cho Môi-se. Và trong câu đoạn 4 câu 16 á, lời của Chúa nói về Aaron rằng ấy là người đó sẽ nói cùng dân sự thế cho ngươi. Người đó đây là Aaron nha anh chị em, và dùng làm miệng ngươi, còn ngươi sẽ dường như Đức Chúa Trời của cho người vậy. Cho nên là chúng ta thấy rằng là Chúa kêu gọi Môi-se, Chúa kêu gọi Aaron để hỗ trợ cho Môi-se. Cho nên là đây là nguyên tắc, nếu mà chúng ta không có một người giúp đỡ chúng ta để làm công tác của Đức Chúa Trời, chúng ta rất là khó làm, đúng không ạ? Giống như lúc nãy bạn Tài hướng dẫn người khen thân phường rất hay, còn tôi thì còn nếu mà nhiều việc quá thì chắc là die soon, đúng không ạ? Sẽ chết sớm. Còn nếu mà đông người làm cùng nhau thì sẽ công tác sẽ được phát triển mạnh mẽ, đúng không ạ? Và vương quốc của Chúa sẽ phát triển mạnh mẽ. Chúng ta không phải là cái rốn của vũ trụ. Amen. Chúa kêu gọi chúng ta và nhiều người cùng với chúng ta để làm công tác của Đức Chúa Trời, không phải là mình làm một mình. Trong tiếp theo, cái phần tiếp là cắt bì cho con trai của Môi-se. Thì chúng ta biết rằng là lấy cắt bì ở trong cái đoạn 6 câu 24 đến 26, chúng ta đọc cái câu chuyện này đúng không? Thôi có lẽ tôi sẽ đi nhanh cái phần của Môi-se này nhanh chị em, bởi vì chúng ta còn cả một cái hành trình dài nữa của Israel, cho nên tôi sẽ có lẽ là sẽ đi nhanh cái phần cái bài học ngày hôm nay á, để qua cái đời sống của Môi-se và bắt đầu khi mà Môi-se trở về dẫn dân Israel vào trong đồng vắng và vào xứ hứa, thì những cái bài học này nó rất quan trọng, bởi vì nó là cái hành trình, nó là cái bản đồ thuộc linh cho đời sống của chúng ta. Những gì mà dân Israel gặp phải, những gì mà dân Israel phải đối diện ở trong đồng vắng, nó cũng chính là những điều mà anh chị em và tôi đã đối diện hoặc là sẽ đối diện trong bước đường theo Chúa. Cho nên là phải cư xử như thế nào trong những cái hoàn cảnh mà dân Israel gặp phải, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta hiểu rằng chúng ta sẽ phải sống như thế nào, chúng ta sẽ phải hành động như thế nào khi mà chúng ta gặp những cái thử thách nha anh chị em. Thế thì cái cuộc hành trình này rất là quan trọng. Tôi đã thấy rất nhiều cơ đốc nhân khi mà họ không biết về 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 cái cách thức của Chúa rèn luyện họ ấy, thì rất là dễ họ ngã lòng khi mà họ gặp những cái hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà nếu anh chị em học cái bài học này rất kỹ thì anh chị em có thể nghe lại nữa, anh chị em thể hiểu được, thì anh chị em sẽ sau này anh chị em sẽ cảm thấy rằng là mỗi một cái điều mà mình trải qua thì mình đã học rồi, mình đã biết rồi, và mình sẽ cầu xin Chúa giúp đỡ cho mình. Dĩ nhiên là kể cả học rồi đi chăng nữa, chúng ta không phải là auto là chúng ta vượt qua được đâu, mà chúng ta biết để chúng ta xử lý, đúng không ạ? Thế thì ở trong cái bài học, cái suất đoạn 4 câu 24 đến 26 này, đây là thời điểm mà Môi-se trở về. Em đọc cho chị đi. Chắc em đưa sau đọc cho nó đẹp. Quả đương khi đi đường, Jehovah hiện ra trước mặt Môi-se nơi nhà quán
và kiếm thế giết người đi. Sê-phô-ra lấy con dao bằng đá cách chương bì của con mình và quăng dưới chân Môi-se mà nói rằng: hạt chàng là huyết lan cho tôi. Giê-hô-va tha chồng. Nàng bèn nói rằng: huyết lan là vì cớ phép cắt bì. Amen. Chúng ta thấy rằng trên đường trở về Ai Cập thì Môi-se cùng với hai con của họ và Sê-phô-ra là vợ của Môi-se trở về xứ Ai Cập. Theo như lời của Chúa thì Môi-se đã không cắt bì cho các con của mình, cho nên là Chúa đã kiếm thế hoặc là tính giết ông. Vậy thì anh chị em thấy rằng là đây là một người của Đức Chúa Trời, nhưng mà vì cái sự không vâng lời Đức Chúa Trời, Ngài có thể là Ngài không phải là Ngài dọa để giết Môi-se đâu, mà tôi tin rằng là Chúa không bao giờ là Ngài nói chơi đâu. Nhưng mà Ngài ban cái sự nhân từ cho Môi-se, bởi vì cái người vợ của Môi-se là một cái người mà đã nhanh chóng lấy con dao để cắt dương bì cho hai con trai của mình. Thế thì bởi vì sao cái lễ cắt bì nó lại quan trọng đến nỗi mà Chúa lại muốn giết tôi tớ của Chúa trước khi mà ông thực hiện mạng lệnh? Thế cho nên là chúng ta thấy rằng là ngay kể cả Môi-se hay là bất cứ ai trong anh chị em và tôi á, chúng ta không bao giờ được coi mình là trung tâm, đúng không ạ, của mọi điều. Chúng ta phải nhớ rằng là Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng rất thánh khiết. Ngài không bao giờ thỏa hiệp với chúng ta. Amen. Chúng ta cần phải vâng lời Ngài, chứ Ngài không có hạ thấp cái tiêu chuẩn của Ngài vì cái sự vâng lời hay sự nổi loạn của chúng ta. Đây là cho nên là mỗi một lúc chúng ta sai thì cái việc của chúng ta làm là ăn năn thôi. Tôi luôn luôn phải làm như vậy, không, bởi vì mình biết cái bản tánh của Chúa rồi. Lễ cắt bì thì rất là quan trọng, đúng không ạ? Nó rất là quan trọng bởi vì lễ cắt bì đã được thiết lập với tổ phụ Abraham trong Sáng Thế Ký đoạn 17, câu 7 đến câu 10. Đức Chúa Trời Ngài nói với Abraham rằng là toàn bộ nhà gia đình của Abraham, nhà của Abraham, kể cả những cái nô lệ mà họ mua về ở trong nhà của họ đều phải cắt bì. Tại vì nếu mà họ không cắt bì thì họ không hưởng được sứ hứa, đúng không ạ? Không cắt bì thì sẽ phải bị loại khỏi vòng dân sự. Cho nên là Giô-suê cũng như vậy, trong Giô-suê đoạn 5 câu 2 đến câu 8 cũng như vậy. Nếu mà Israel không cắt bì thì họ sẽ không có phần ở trong xứ hứa và họ sẽ bị trút khỏi vòng dân sự. Thì ở đây cái lễ cắt bì nó rất là quan trọng, bởi vì về thuộc thể thì nó là một cái dấu hiệu để cắt cái dương bì của nam. Và nó là một cái dấu hiệu cho là người đó ở trong giao ước của Đức Chúa Trời. Nhưng mà về thuộc linh thì chúng ta biết rằng là cái phép cắt bì nó là một cái, về thuộc linh thì nó là một cái việc cắt đi những cái xác thịt ở trong đời sống của chúng ta, cắt đi những con người xác thịt. Để cắt bì nó có nhiều phương diện trong Kinh Thánh, có nói về rất là nhiều. Khi mà chúng ta học và hành trình học Sáng Thế Ký thì có lẽ chúng ta sẽ đi sâu hơn về các phép cắt bì. Ở trong cái bài học này cũng có một cái phần là đó là những cái dấu hiệu của những người đã được cắt bì, nhưng mà không có đi sâu vào các việc cắt bì, đúng không ạ? Cắt bì thì ở trong Kinh Thánh Tân Ước sứ đồ Phaolô nói rằng là cái việc cắt bì không phải là ở đây là cắt bì giống như dân Israel ngày xưa là cắt trên dương bì hay trên xác thịt, nhưng mà đó là gì, cắt bì tấm lòng. Và chúng ta Kinh Thánh nói chúng ta phải cắt bì lòng, cắt bì lỗ tai, đúng không ạ? Chúng ta phải cắt bì chân giò cẳng, đúng không ạ, nơi chúng ta đi. Và cho nên là Kinh Thánh nói, tôi nhớ rằng là Kinh Thánh nói rằng dân Israel là là những người mà nghe Chúa ngày xưa là dân không chịu cắt bì, lời họ là những người mà không muốn Đức Chúa Trời ngày sửa dạy, không chịu cắt bì, do lòng của họ đầy dẫy những gian ác, cho nên là tai của họ thì không chịu cắt bì, cho nên không nghe thì không hiểu được lời Đức Chúa Trời. Cho nên là nếu mà chúng ta không để Chúa cắt bì chúng ta hay là để Chúa sửa tỉa chúng ta ấy, chúng ta sẽ không có phần gì ở trong xứ hứa cả, thậm chí không có phần gì với Ngài luôn á. Amen. Cho nên là chúng ta phải sẵn lòng để Chúa cắt bì chúng ta, giống như hôm trước tôi đã nói về Moses Bryan là người mà viết cuốn sách này. Trong một cái khải tượng ông đã thấy rằng là Chúa mang hai con dao, một con dao của sự cắt bì và một con dao của sự đoán phạt. Và Chúa nói với ông rằng là khi hai thiên sứ đến thì ông nhìn thấy hai thanh gươm ở trên trên tay của các thiên sứ đó. Một là sự cắt bì, hai là sự đoán phạt. Và Chúa nói với ông rằng trong những ngày cuối cùng này, Chúa sẽ cắt bì những tôi tớ của Ngài, những người hầu việc Ngài, những tôi tớ của Ngài. Và nếu mà người nào mà không muốn thanh gươm của sự cắt bì á, thì Chúa sẽ đến với họ với thanh gươm của sự đoán phạt. Cho nên là chúng ta không muốn là mình ở trong thanh gươm của sự đoán phạt, nhưng mà chúng ta muốn là Chúa sẽ được tự do
để cắt đi những cái dương bì khỏi đời sống của chúng ta. Amen. Những sự ô uế của xác thịt khỏi chúng ta. Để chúng ta được dự phần ở trong lời hứa của Ngài. Một người hầu về Chúa thì không thực hành sứ điệp mà họ giảng ở tại nhà riêng của mình thì người đó chối bỏ sứ điệp họ giảng, đúng không ạ? Cho nên điều đó là đang nói về về Môi-se thì ông cần phải làm điều đó tại nhà của ông. Mọi sự giảng dạy và công tác hầu việc Chúa không được không cứu được chúng ta, chỉ có vâng theo lời Chúa mới cứu được chúng ta. Nhiều người được Chúa sử dụng trong quyền năng nhưng mà chính đời sống họ không vâng lời, cho nên Chúa đã từ chối họ. Amen. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21 đến 23, chúng ta rất quen thuộc với đoạn kinh thánh này. Có nhiều người nói lạy Chúa đó, chúng ta nhớ đoạn kinh thánh này không ạ? Tôi biết anh chị em hầu như đã biết đoạn kinh thánh này hết. Cho nên là chúng ta cần phải thực hành lời của Chúa trong chính đời sống cá nhân của chúng ta, có mối quan hệ với Chúa để Chúa cắt bì chúng ta. Và giống như là Sephora ở đây là một cái người vợ đã rất là nhanh tay, đã tôi đã có nghe rất nhiều người nói rằng là Sephora là một cái người vợ không tin kính, nhưng mà anh chị em biết rằng nếu mà ở đây Sephora không có nhanh chóng cắt bì cho các con trai của Môi-se thì chắc là Chúa giết Môi-se rồi. Nha anh chị em, đúng không ạ? Cho nên rằng là cái người vợ cũng rất là quan trọng, đúng không ạ? rất quan trọng. Nếu mà không bởi việc bởi vì có lẽ là Môi-se không vâng lời, hoặc là ông có thể là ông trì hoãn cái việc cắt bì. Tôi không biết lý do tại sao Kinh Thánh không nói rõ ràng tại sao Môi-se không cắt bì cho con của mình. Có lẽ là vì sự trì hoãn, hoặc là có lẽ là ông một cách bướng bỉnh, hoặc là quá mạnh mẽ cũng không muốn vâng theo lời Chúa 100%. Cho nên khi Chúa nói ông cũng không muốn đi nữa, mặc dù ông biết là ông sẽ giải cứu dân Israel, ông có cái sự kêu gọi. Nhưng mà có những thời điểm mà ông cũng có thể là trì hoãn cái công tác của Ngài. Cho nên là tôi nghĩ là có lẽ là vì do trì hoãn nên ông đã không cắt bì cho hai con trai của mình. Đôi khi trì hoãn cũng là một điều khiến Đức Chúa Trời Ngài rất là bực bội, đúng không? Ngài nổi giận với chúng ta. Nếu mà Chúa bảo chúng ta làm cái gì đó, hoặc Chúa kêu chúng ta là chúng ta cần phải tỉa sửa những gì đó trong đời sống của mình, thì anh chị em và tôi cũng cần phải làm ngay. Amen. Cần phải xin Chúa để tỉa sửa ngay chúng ta, cũng không trì hoãn. Một người hầu về Chúa không thực hành tiếp theo đó là Môi-se và Môi-se vâng phục Giê-xô cho đây để thừa thử và Môi-se vâng phục Giê-xô. Suốt đoạn 4 câu 18 thì Môi-se khi 80 tuổi thuận phục uy quyền đó là người cha của mình, cha vợ, Giê-xô là cha vợ của mình, ông gia hay là cha vợ, là một cái ông xin phép cha vợ của mình để đi trở về xứ Ai Cập. Cho nên rằng là chúng ta thấy rằng Môi-se là một cái người khiêm nhường và thuận phục uy quyền. Thuận phục uy quyền chính là thuận phục là người mà Chúa đặt trên uy quyền trên mình, đúng không? Chúng ta thấy rằng là Môi-se này vì có gia đình của Giê-xô đang đỡ Môi-se khi mà Môi-se đã từ bỏ Ai Cập, rời bỏ Ai Cập đến Ma-đi-an. Thế chúng ta thấy ở đây là Môi-se vâng lời, Môi-se thuận phục, và khi mà ông ra đi thì có được sự chúc phước của cha vợ mình. Em ơi, xem là trong cái sạc máy em quên treo chân của con. Chúng ta cũng cần phải thuận phục uy quyền mà Chúa đặt trên mình. Amen không anh chị em? Chúa cũng chúng sẽ dạy dỗ chúng ta rất là nhiều về uy quyền, về thuận phục uy quyền mà Chúa đặt trên chúng ta. Bởi vì tôi nhớ một sư trong cái cuốn của một sư Nghe Thác Thanh, ông ấy nói rằng là người mà không thuận phục uy quyền là người không biết uy quyền. Cho nên là thanh niên thì ngày hôm nay rất là nhiều thanh niên rất là trẻ tuổi và có lòng sơ sắng, và đôi khi họ không để ý đến uy quyền. Nhưng mà anh chị em chúng ta biết rằng là tất cả vương quốc của Đức Chúa Trời đều thiết lập ở trên uy quyền cả, phải không anh chị em? Tất cả phải có uy quyền, cho nên là nhà của Chúa là gì ạ? Là hoạt động trên nguyên tắc gì? Nguyên tắc thần quyền chứ không phải là nhân quyền. Anh em có hiểu không ạ? Thần quyền không phải nhân quyền. Thần quyền có nghĩa là gì ạ? Thần quyền có nghĩa là Đức Chúa Trời là đầu và ở bên dưới Ngài thì Ngài đặt các uy quyền, chứ không phải nhân quyền. Nhân quyền giống như là Mỹ, nhân quyền thì ai thích làm gì thì làm, phải không ạ? Đúng không ạ? Giống như là trong lớp học của chúng ta cũng vậy,
ta có trật tự, có cô giáo, có các bạn, có anh chị em lớn tuổi hơn chúng ta, rồi có những người nhỏ tuổi hơn, chúng ta cần phải học cách xưng hô anh chị em ở trong Chúa là cho nó đàng hoàng. Nếu mà tôi thấy có một số các bạn trẻ thanh niên bữa nay, có một số thanh niên đi lên hướng dẫn khen thập phượng hoặc là làm dẫn chương trình ở trong hội thánh ấy, đi lên thì không có phân biệt già trẻ lớn bé gì hết. Anh chị em, xin chào anh chị em. Đấy là một cái chúng ta cần phải được dạy dỗ lại trước khi mà chúng ta có thể hầu việc Chúa nha anh chị em. Đúng không ạ? Chúng ta cần phải hiểu là ở đâu cũng có những uy quyền, không phải chúng ta được lên dẫn chương trình mà chúng ta coi tất cả mọi người bằng ngang bằng với chúng ta hết, đúng không ạ? Không có. Amen không anh chị em? Nếu mà đáng tuổi ông thì phải xưng ông, đáng tuổi bà thì xưng bà, đáng tuổi anh em thì xưng anh chị em. Nhưng mà nếu mà là người hầu việc Chúa, các mục sư, các thầy cô, các mục sư thì phải nói gọi các thầy cô, các mục sư, đúng không ạ? À, xin chào quý vị, quý tôi tớ Chúa, các mục sư. Xin kính chào tất cả ông bà, anh chị em, đúng không ạ? Các thầy cô, xin chào các thầy cô. Chứ không phải là xin chào anh chị em. Tôi nghĩ rằng các bạn ấy cần phải được huấn luyện lại trong cái cách mà các bạn ấy cư xử trước khi mà các bạn ấy cần phải được có thể đứng ở trước mặt người khác. Cho nên là chúng ta, đặc biệt ở đây có những người hầu về Chúa, những người chăn bầy, chúng ta cần phải dạy dỗ cho giới trẻ. Sự sốt sắng là rất là tốt, nhưng mà cần phải đi ở trong sự khiêm nhường, cần phải đặt mình ở trong nhận biết uy quyền, thuận phục uy quyền đó. Và nói năng cần phải lời. Khi mà tôi đứng ở trước mặt mọi người á, mà tôi dịch, thông dịch, tôi chẳng bao giờ dám nói là anh chị em hay là anh em hay là các bạn cả. Tôi luôn luôn nói là quý vị, bởi vì ở dưới có rất nhiều người lớn tuổi, có rất nhiều người các mục sư, các vị lãnh đạo. Đúng không ạ? À? Cho nên là cái từ quý vị thì nó bình thường là nói ông bà anh chị em thì nó hơi bị casual quá. Cho nên là tôi thường sử dụng quý vị. Cho nên là nếu mà ở dưới mà chỉ có hội chúng thôi thì chúng ta nói là ông bà anh chị em được, nhưng nếu có các cả tôi tới Chúa thì tôi chúng ta nên chào, chúng ta nên dùng một cái từ chung là quý vị, còn lúc chào thì chúng ta nên chào một cách trịnh trọng. Amen. Để chúng ta cần phải học những điều này trước khi mà chúng ta phục vụ, để chúng ta biết. Nếu mà chúng ta không biết uy quyền thì chúng ta không thể có uy quyền được. Amen. Chúng ta không biết tôn trọng những người mà Chúa đặt để uy quyền ở trên mình thì chúng ta không bao giờ có uy quyền để làm công tác của Chúa, không có sự sức giàu. Ngây thơ đôi khi là simple thì có tốt, ngây thơ thì tốt, nhưng mà không phải lúc nào cũng tốt nha anh chị em. Không phải lúc nào cũng là ngây thơ, nó chỉ sử dụng cho dành cho trẻ em thôi, đúng không ạ? Còn chúng ta là những người trưởng thành rồi, chúng ta không thể như thế được. Chúng ta phải cư xử, phải đối xử, phải xưng hô một cách nghiêm trang, một cách tôn trọng những người mà quyền ở trên chúng ta. Cho nên là người mà không biết uy quyền thì người đó sẽ không bao giờ có uy quyền đâu, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta hãy thuận phục thẩm quyền mà Chúa đặt ở trên chúng ta, thuận phục từ cách ăn nói cho đến thái độ và cho đến đời sống của chúng ta nữa. Sứ điệp mà Pharaoh sứ điệp mà cho Phá Chúa muốn nói cho Pharaoh thì anh chị em biết rằng là sứ điệp Chúa ban cho Môi-se thì Pharaoh này, Chúa nói cho Môi-se biết rằng Pharaoh sẽ cứng lòng và không để cho dân Israel đi đâu. Amen. cho nên rằng là Ngài nói rằng là khi mà họ cứng lòng thế thì sao ạ? Thì đến thời điểm Chúa sẽ giết con trai của họ, bởi vì con Israel là con trưởng nam của Chúa. Khi họ không thả Israel đi thì Chúa sẽ giết con trưởng nam của họ. Cho nên là trưởng nam rồi tất cả súc vật rồi tất cả mọi thứ từ hoàng tử Pharaoh cho đến các con trưởng nam ở trong Israel, quần thần, các con trai của các con trưởng nam của các quần thần cho đến với súc vật. Cho nên rằng là Chúa, tại sao mà Chúa làm cho cứng lòng? Bởi vì Pharaoh cứ giữ mình ở trong sự cứng lòng cho nên đến thời điểm Chúa sẽ làm cho cứng lòng. Cho nên rằng đối với chúng ta thì chúng ta phải có một tấm lòng mềm mại. Amen. Đối với Chúa và lời Chúa, chúng ta luôn phải có một tấm lòng mềm mại. Chúng ta phải có một cái tâm linh dễ dạy. Đây là một điều mà Chúa Giê-xu Ngài đã có. Chúng ta có thể, tôi sẽ mở nhanh trong cái, tôi nhớ là Esai á. Anh chị em có thể mở cùng với tôi trong Esai.
Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu ngài là một đấng rất là dễ dạy, cho nên rằng là Đức Chúa Trời ngài không có vấn đề gì với Chúa Giêsu khi mà Chúa Giêsu chuẩn bị trong chức vụ cả. Cho nên anh chị em và tôi cũng vậy, chúng ta nếu mà muốn được Chúa sử dụng trong chức vụ, chúng ta phải có một cái tâm linh dễ dạy để Chúa chuẩn bị, Chúa sắm sẵn cho chúng ta. Chúng để chúng ta Ê-sai đoạn 50 câu số 4 cho đến câu số 5 em đọc đi. Ê-sai 50 câu 4 đến câu 5 á. Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói năng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Thật Chúa Giê-hô-va đã mở tai ta, ta không trách nghịch trái cũng nghịch. Không chứ không trái nghịch cũng không giựt lùi. Amen. Amen. Ở đây nói rõ ràng là Chúa Giêsu là đấng được ban cho cái lưỡi, lưỡi của người đã được dạy dỗ, đúng không ạ? Khi mà chúng ta muốn dạy dỗ người khác thì chúng ta phải để Chúa dạy dỗ chúng ta đã. Amen. Nếu mà chúng ta không để Chúa dạy dỗ mình thì lưỡi của mình không thể dùng để dạy dỗ người khác được. Chúa Giêsu đã được ban cho cái lưỡi của người được dạy dỗ, đã được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lưỡi nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Và Chúa đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe Ngài dạy giống như một học trò. Trước khi mà chúng ta muốn dạy người khác thì chúng ta cần phải học lời của Chúa, phải được Chúa dạy dỗ chúng ta. Và Chúa dạy dỗ chúng ta trực tiếp qua lời của Đức Chúa Trời, qua việc chúng ta đọc Kinh Thánh hàng ngày, cũng như là qua những lớp học giống như vậy, qua những lớp, qua những trường Kinh Thánh, qua những tôi tớ của Chúa. Và ở đây nói Chúa Giêsu ngài được mở tai và ngài không trái nghịch. Trái nghịch có nghĩa là nổi loạn á, ngài không thối lui hay là không đi giật lùi. Cho nên là một tâm linh của một người dễ dạy, đó là một cái người mà luôn sẵn sàng để làm công tác của Đức Chúa Trời trong những thời gian sắp tới. Tôi thấy rõ ràng rằng là tôi để ý trong những học sinh mà tôi dạy, trong những học viên của trường á, rất nhiều học viên tôi đã quan sát nhiều năm mà tôi dạy dỗ, thì tôi thấy rằng là những người nào mà khó dạy dỗ là những người rất là lâu, khi mà Chúa chuẩn bị chức vụ rất là lâu để có thể bắt đầu sẵn sàng cho chức vụ, anh chị em ạ. Nhưng mà những người mà rất là có một tấm lòng rất dễ dạy á, thì là một cái người mà rất nhanh để sẵn sàng cho chức vụ. Cho nên là anh chị em là muốn như thế nào thì Chúa sẽ đáp ứng cho anh chị em như vậy, đúng không ạ? Tôi thấy có những học viên thì họ không có một cái tâm linh dễ dạy, cho nên là nhiều năm họ vẫn là con trẻ thuộc linh nhé. Nhưng mà có những người có tâm linh dễ dạy, họ nhanh, rất nhanh chóng, bởi vì họ học lời của Đức Chúa Trời. Những điều mà chúng ta học ở đây là những lời 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 solid, lời lời thức ăn đặc á. Nó không phải là sữa nữa, nó là thức ăn đặc á. Cho nên khi mà anh chị em đã bắt đầu ăn đặc rồi, chịu khó, thì nó sẽ rất nhanh chóng thôi, anh chị em sẽ tăng trưởng và anh chị em sẽ thấy rằng anh chị em sẵn sàng làm rất nhiều công tác của Đức Chúa Trời. Amen. Cho nên là tại sao mà Chúa Giêsu sẵn sàng làm công tác của Đức Chúa Trời trong cái độ tuổi ngày 30. Thực ra là ngày 12 tuổi ngài đã rất xuất sắc trong lời của Đức Chúa Trời rồi, chứ không phải đến năm 30 tuổi nha anh chị em. 12 tuổi đã rất xuất sắc trong lời của Chúa, bởi vì ngài là một đấng có một tâm linh dễ dạy. Cho nên là chúng ta cần phải quyết định rằng là chúng ta cần phải có một tâm linh dễ dạy để mà Chúa có thể nhanh chóng sử dụng chúng ta để cho công tác của Đức Chúa Trời. Giống Kinh Thánh cũng nói về Hebrew, tôi nhớ đoạn 5 câu 13 nói rằng là đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu, nhưng mà nay còn cần người ta dùng những điều sơ học và lời Đức Chúa Trời để dạy dỗ anh em. Anh em ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. Cho nên lời của Chúa quả trách rằng có nhiều người sau nhiều năm thì họ vẫn không sẵn sàng, họ vẫn ăn sữa, họ không sẵn sàng ăn đặc lời Đức Chúa Trời và không sẵn sàng để làm thầy dạy dỗ, mặc dù đáng lẽ là có lẽ là đáng lẽ đã phải làm thầy giáo dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời, hoặc là cô giáo dạy dỗ lời Đức Chúa Trời, nhưng vì là có một cái tấm lòng khó dạy bảo, bướng bỉnh và một tâm linh kiêu ngạo, không có sẵn lòng cho lời của Chúa gieo trồng, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ rất lâu để cái người đó có thể trưởng thành, mà thậm chí không thể trưởng thành được, ăn sữa không phù hợp với đồ ăn đặc. Cho nên là chúng ta cần phải nài xin Chúa về điều này, anh chị em, mà tôi tin là như vậy. À, khi mà tôi quan sát đời sống của chị Bích trong suốt thời gian vừa qua, tôi thấy chị Bích luôn luôn cầu nguyện: Chúa ơi, xin Ngài thương xót con, Ngài cho con hiểu lời của Đức Chúa Trời, con xin. Cho nên tôi thấy rằng là tâm linh của chị Bích ấy, khi mà học lời Chúa, chị Bích hiểu rất là nhanh, đúng không ạ? Dẫu có thể là những cái công việc khác chị Bích chậm hơn những rất nhiều các bạn khác, nhưng mà việc học lời Chúa thì hiểu rất nhanh. Thì tôi thấy rõ ràng rằng là khi mà chúng ta cầu xin ấy, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta. Amen. Hãy xin sẽ được. Ở đây thì Pharaoh đã bị Chúa làm cho cứng lòng bởi vì ông ấy cứng lòng. Đúng không ạ? Pharaoh đã cứng lòng và sau đó Chúa làm cho cứng lòng. Chúng ta sẽ đọc ở trong
ông xuất chúng ta sẽ thấy được ở trong khi mà cái cuộc hành trình của dân Israel đi ra, chúng ta sẽ thấy được trong những cái phần sau thì chúng ta sẽ thấy rằng ông ấy đã nhiều lần Chúa đã cho ông cơ hội nhưng mà ông ấy chọn sự cứng lòng, cho nên sau đó Chúa làm ông cứng lòng luôn. Nên là chúng ta hãy chọn một cái tâm linh mềm mại và dễ dạy. Tiếp theo, Đức Chúa Trời xác chứng cho Aaron điều Ngài nói với Môi-se. Chúng ta thấy rằng là khi mà Chúa kêu gọi người khác đi cùng với chúng ta thì Chúa chắc chắn là Ngài sẽ nói với người đó nữa. Amen. Chứ chúng ta không phải là dictator, chúng ta không phải là cái người mà gọi là Hitler, giống như là độc đoán, đúng không ạ? Chúng ta không force, chúng ta không ép buộc người khác để làm công tác cùng với chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta nói với họ thì Đức Chúa Trời cũng sẽ chắc chắn cho họ. Và cho nên rằng là chúng ta không cần phải bối rối nếu như người nào ở hoặc đi với đi khỏi chúng ta nhé. Nhớ là chị Hồng nhé, đúng không ạ? Đừng bao giờ bị bối rối bởi những chuyện đó. Hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời là cái người nào Chúa mang đến thì sẽ ở cùng với chúng ta. Còn người nào không thì dù chúng ta có giữ kiểu gì họ cũng đi à. Cho nên rằng là không cần phải nhọc công. Hãy cầu nguyện là Chúa sẽ mang đến cho con những người mà chất lượng, những người mà yêu kính Chúa hết lòng để cùng với con phục vụ công việc của Đức Chúa Trời. Amen. Và tin cậy hoàn toàn vào nơi lời Chúa, tin cậy hoàn toàn vào trong ý muốn của Chúa, là người nào Chúa muốn ở cùng mình để phục vụ cùng với mình thì sẽ ở cùng mình, nhưng mà mình phải cầu xin, đúng không ạ? Còn người nào không thì thôi, mình cũng thoải mái thôi. Amen. Ở đây thì chúng ta thấy rằng Chúa kêu gọi Aaron để giúp đỡ với Môi-se, nhưng mà chính Ngài cũng nói với lại thì Aaron, Ngài đã xác chứng cho Aaron. Bởi vì Amos đoạn 3 câu 3 nói rằng nếu mà thì không đồng ý với nhau thì không đi cùng với nhau được. Chúng ta cần phải đồng ý với nhau. Cái những người mà đến cùng chúng ta cũng phải đồng ý với chúng ta, cũng cần phải có cùng cái khải tượng với chúng ta, cần phải có sự kêu gọi, cần phải có những cái mục tiêu giống như chúng ta thì mới đi cùng chúng ta được. Còn họ hoàn toàn khác với chúng ta. Chúng ta nói rằng chúng ta muốn môn đồ hóa, nhưng họ lại nói không, tôi chỉ kinh doanh thôi, thì nó không phù hợp với chúng ta. Hoặc là họ chỉ hỗ trợ cho chúng ta, ok, đúng không ạ? Họ dâng tiền thì ok rồi, cái đó tuyệt vời nhất rồi. Nhưng mà họ lái chúng ta theo cái công tác của họ, là lái chúng ta theo kinh doanh của họ, là mọi thứ để bận rộn tất cả mọi thứ với họ thì chúng ta không có đồng ý. Chúng ta, dĩ nhiên mỗi người có công việc, nhưng mà ý tôi đang nói rằng là cái vision, cái khái tượng á, là khải tượng, là chúng ta phải có chung một khải tượng, là những người đi cùng chúng ta thì cũng phải có khải tượng với chúng ta. Chúa cho Môi-se làm lãnh đạo và truyền lại những khải tượng cho người ở dưới mình, tức là anh mình Aaron, để phụ mình, hỗ trợ mình. Môi-se nói với Aaron mọi lời và mọi dấu lạ mà Đức Chúa Trời phán. Thì chúng ta thấy rằng là lãnh đạo bao giờ cũng là người nhận khải tượng từ nơi Đức Chúa Trời, và sau đó thì chia sẻ cho những cái người mà ở dưới mình, phục vụ cùng với mình, hỗ trợ mình, là những người có thể là những người nhân sự, là những người hầu việc Chúa cùng bàn với mình. Cho nên là là lãnh đạo mà chúng ta lại không biết khải tượng là gì thì chúng ta sẽ rất nguy hiểm nhá, đúng không ạ? Nên là trước khi là muốn làm lãnh đạo thì phải có khải tượng từ nơi Đức Chúa Trời, và khải tượng phải rõ ràng, đúng không ạ? Phải rõ ràng với cái khải tượng đó, chứ không phải là chúng ta mông lung, chúng ta không biết chúng ta nên làm cái gì thì dẫn nhân sự làm sao được, dẫn dắt người khác làm sao được, chúng ta không biết là chúng ta được kêu gọi cho cái gì thì chúng ta sẽ cũng rất là dễ để cho người khác cũng sẽ đi lòng vòng, sẽ không có hoàn thành mục tiêu của mình. Ví dụ như là trong cái đời sống chức vụ của tôi thì Chúa kêu gọi tôi là cái người mà thầy tượng của Chúa kêu gọi, đó là một người mà nâng đỡ khích lệ hội thánh của Ngài, làm vững mạnh hội thánh của Chúa. Sự kêu gọi vào trong chức vụ đó là để trang bị cho các thánh đồ sẵn sàng cho các công việc chức vụ, có nghĩa là đào tạo, có nghĩa là huấn luyện, có nghĩa là môn đồ hóa cho những người mà bước vào chức vụ hoặc đã ở trong chức vụ, mà có thể là họ chưa rõ ràng về chức vụ của mình, hoặc họ có thể họ cần bổ sung những cái gì đó trong đời sống của họ mà họ không biết, hoặc là họ có nhiều điều họ không rõ ràng về cách thức để hầu việc Chúa, cách thức xây dựng hội thánh, cách thức môn đồ hóa, vân vân, thì bổ sung, hỗ trợ, hầu việc, phục vụ, giúp đỡ, nâng đỡ các hội thánh, huấn luyện anh chị em để bước vào trong chức vụ. Và cái công tác của tôi thì đặc biệt là không phải là chăn chiên, không phải chăn chiên thơ, cho nên rằng là tôi không được kêu gọi để chăn chiên thơ. Cho nên là mỗi một người thì có một cái vision khác nhau, mà Chúa muốn sử dụng tôi khác với, có thể Chúa sử dụng chị Hồng chẳng hạn. Chị Hồng có một cái mic
có một cái tâm linh rất là meek, rất là mềm mại, hiền hòa, Chúa sử dụng để chăm sóc những con chiên thơ của Ngài. Cho nên là để dẫn dắt những cái những con chiên của Ngài, chăm sóc đôi khi còn chăm sóc cả thực thể nữa, đúng không ạ? Cho nên là mỗi một người thì được Chúa ban cho những cái chức vụ khác nhau, những cái công tác khác nhau trong nhà của Chúa. Và quan trọng là chúng ta phải biết khải tượng của mình để chúng ta phục vụ, và chúng ta những người cùng đi cùng với chúng ta cùng phục vụ, họ không có bị bối rối mà không biết là chúng ta đang làm gì, đúng không? Không biết là đi thế nào, lung tung cả, thì không có ai biết để mà theo chúng ta ấy, anh chị em, mà không có ai biết để cùng phục vụ với chúng ta cả. Cho nên là Chúa nói với Môi-se là đi về Ai Cập, là đi về Ai Cập, và Chúa nói Aaron giúp đỡ thì Aaron đi cùng giúp đỡ, nói cho vậy, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta phải rõ ràng nha anh chị em, người nào mà không biết cái chức vụ mà Chúa kêu gọi mình ấy, có thể là anh chị em còn non trẻ ở trong bước đường anh chị em theo Chúa, thì tốt nhất là anh chị em nên đi theo cái người mà có khải tượng rồi để cùng phục vụ với họ, để giúp đỡ họ. Đến thời điểm anh chị em cứng cáp rồi, anh chị em trưởng thành rồi, Chúa sẽ cho anh chị em có công tác riêng, đúng không ạ? Đấy là nếu mà đối với các bạn trẻ mà chưa chưa biết là mình sẽ làm cái gì ấy. Chúng ta nhớ rằng là Môi-se là có một cái người tôi tớ tên là Giô-suê, đúng không ạ? Con trai của Nun. Ngày đêm cứ ở cùng với Môi-se thôi, Môi-se đi đâu đi theo đó. Môi-se vào trại bằng chứng để nghe lời của Chúa, nghe lời phán của Chúa, nghe những cái câu trả lời của Chúa. Thì Giô-suê cũng đi theo, đúng không ạ? Cứ ở trong sự hiện diện của Chúa vậy thôi, đi theo thế thôi. Nhưng mà anh chị em thấy rằng là một cái người mà gọi là tôi tớ nô lệ thôi, một cái người hầu việc, servants, một cái người hầu việc cho Môi-se thôi, mà cuối cùng Đức Chúa Trời đã chọn Giô-suê để kế nhiệm Môi-se, không phải một trong 12 trưởng lão, không phải một trong 12 lãnh đạo của dân Israel, 12 trưởng tộc, trưởng chi phái. Thế cho nên là anh chị em thấy rằng là có những cái thời điểm mà chúng ta còn non trẻ ở trong Chúa ấy, trong chức vụ ấy, chúng ta cần phải đi theo những người có khải tượng, giúp đỡ, phục vụ, xem cách họ làm việc như thế nào, xem là Chúa sử dụng như thế nào, rồi học cái cách của Chúa làm việc, cầu nguyện, đúng không ạ? Để từ từ học lời Chúa, rồi nhìn mình trong rồi đời sống của mình, đến một thời điểm mà Chúa thấy mình sẵn sàng thì Chúa sẽ nhấc mình lên, Chúa sẽ cho mình những cái công tác riêng của mình, đúng không ạ? Và có những người thì cũng sẽ được kêu gọi không phải là lãnh đạo mà sẽ hỗ trợ cho người nào đó mãi mà luôn, chứ không phải là tất cả mọi người đều được kêu gọi làm lãnh đạo anh chị em ạ. Nhưng mà quan trọng là chúng ta cần phải biết là chúng ta được chuẩn bị cho điều gì. Có những người thì nói rằng tôi không muốn làm lãnh đạo, nhưng mà cũng đến thời điểm Chúa nhắc làm lãnh đạo thì sao, đúng không ạ? Không biết được. Cái chương trình của Chúa rất là tuyệt vời. Aaron và Môi-se để gặp các trưởng lão của Israel trong suất đoạn 4 câu 30, 29 đến 31. Thực ra những cái đoạn này tôi không đọc, anh chị em có thể về đọc, anh chị em có sách rồi đó. Anh chị em có thể về đọc các đoạn kinh thánh. Chúng ta đi nhanh một chút vì cái bài nó còn sẽ phần sau. Tôi muốn đi vào cái hành trình nó sâu hơn là cái phần đầu của Môi-se. Phần đầu của Môi-se thì tôi sẽ nhấn mạnh về việc đó là Chúa chuẩn bị Môi-se nhiều hơn về các cái tiến trình của Môi-se trở lại Ai Cập nha anh chị em. Theo tuần tự thì Chúa phán với lãnh đạo hội thánh, sau đó người phụ tá của mình, và sau đó ban điều hành, rồi mới tới dân sự, đúng không ạ? Hội thánh hay kể cả công ty thì đi theo nguyên tắc này. Không đi theo nguyên tắc này thì sẽ bị phân rẽ và suy tàn, đúng không? Chúng ta cần phải làm việc trước với lại những người ở dưới chúng ta, là những người mà thân cận, những người mà phụ tá, sau đó thì ban điều hành, sau đó mới tới cái gì ạ? Mới tới hội thánh, sau đó thì mới tới hội thánh, mới tới dân sự của Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta không biết làm việc mà một cách tuân tự thì chúng ta sẽ rơi dẫn hội thánh rơi vào sự khủng hoảng. Cho nên là đối với những người lãnh đạo thì ở trong cái bài học này cũng sẽ có những cái nguyên tắc để lựa chọn lãnh đạo nha anh chị em. Sẽ có hết trong loạt bài này, nó có rất nhiều, nhiều điều mà anh chị em cần thiết trong đời sống của chúng ta và trong chức vụ của chúng ta lắm. Có đầy đủ luôn anh chị em ạ. Phải không? Các bạn ở đây đã một số bà Thịnh nè, Thịnh Tú đã tốt nghiệp rồi. Rồi Tài nè, Cẩm nè, đã tốt nghiệp rồi, học lại thôi. Đã biết là trong cái loạt bài này có, nhưng hôm nay chúng ta học lại thì sẽ tốt. Và cả dân sự thì đồng lòng nghe điều mà Môi-se trình bày. Các điểm giống nhau và khác nhau Môi-se. Ở đây thì chúng ta có một số cái so sánh thì tôi đi qua, đó là Môi-se có những cái điểm giống và khác nhau với lại Phao-lô, sứ đồ của Chúa.
Môi-se thì được học khôn ngoan ở Ai Cập, thế còn Phao-lô thì được học ở tại trường của Gamaliel đúng không? Còn Môi-se thì giết một người Ai Cập, Phao-lô đã từng giết một cơ đốc nhân. Môi-se thì cái thời gian không phải bị lưu đày mà đi đến mà trốn đến Arabi, sa mạc Arabi, đại sứ Marian đó trong 40 năm rồi. Sứ đồ Phao-lô cũng ở Arabi trong 14 năm ở riêng với Chúa, và nhiều học giả kinh thánh nói rằng là trong cái thời điểm mà ở riêng với Chúa này, sứ đồ Phao-lô đã viết những sách giống như là Hebrew và có những cái thời gian riêng tư với Chúa, cho nên là ông đã được như rất nhiều những cái sự bày tỏ mầu nhiệm từ nơi Chúa mà trong các thư tín ông có nhắc tới. Hiểu sai ơn gọi. Giờ là hai người này đều hiểu sai ơn gọi, có lòng xuất sắc về luật pháp của người Do Thái đúng không ạ? Hai người này, Môi-se cũng vậy, trong 40 năm đầu ông rất sốt sắng, ông muốn làm mọi việc theo cái cách của mình. Và sứ đồ Phao-lô thì cũng như vậy. Khuôn mẫu của Chúa qua đời sống của Môi-se đó là dựng nền tảng, còn khuôn mẫu của Chúa sử dụng Phao-lô đó là xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên hội thánh của chúng ta, hội thánh ngày hôm nay được xây dựng trên nền của các đấng tiên tri và các sứ đồ. Khao khát được gần Chúa thì chúng ta thấy rằng là Môi-se nói rằng Chúa cho con thấy sự vinh hiển của Chúa, thì còn Phao-lô nói là xin cho con được biết Ngài. Ta thấy có những cái điểm giống nhau, rất giống nhau giữa đời sống của hai lãnh đạo vĩ đại của Đức Chúa Trời. Nên nếu chúng ta muốn trở thành những người vĩ đại thì chúng ta hãy học từ những người vĩ đại. Amen. Tôi thì tôi rất thích học về cuộc đời của họ. Tại sao họ lại thành công, tại sao họ lại thất bại, thất bại ở chỗ nào, mình học thành công ở chỗ nào, mình cần phải học cái điều gì, mình cần phải thế nào, làm thế nào. Thế cho nên là tất cả những cái tấm gương này cho chúng ta học rất nhiều điều cho đời sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta thật sự học từ những người này, chúng ta học từ những người của Kinh Thánh ấy, thì anh chị em sẽ có khôn ngoan. Amen. Bởi vì Kinh Thánh lời của Chúa là sự khôn ngoan mà. Nên là nếu mà chúng ta cứ học trong Kinh Thánh là chúng ta bao khôn ngoan luôn, đúng không ạ? Tôi chắc chắn rồi anh em luôn, là anh em đầy sự khôn ngoan luôn. Cho nên là anh em cứ học lời của Chúa đi, cứ ưu tiên lời của Chúa đi, rồi anh chị em sẽ đầy sự khôn ngoan. Bởi vì tất cả mọi thứ Chúa dạy trong Kinh Thánh là đầy dãy tổng thể lời Chúa. Chúa nào cũng dạy chúng ta khôn ngoan hết, biết sống như thế nào, biết cư xử làm sao, biết hành động như thế nào, biết làm việc như thế nào, chúng ta học được từ họ. Chúng ta sang cái đoạn 2. Trước khi mà sang cái phần 2, hãy để dân ta đi này, thì anh chị em có câu hỏi nào không? Anyone have any questions? Anh chị em có câu hỏi nào không? Trước khi chúng ta move sang cái phần mới. Kinh yếu không cả. Cô Hằng ơi, chị có một chị em ơi. Hỏi. Amen, hallelujah. Cứ thắc mắc là tại sao mà trong ông Môi-se đấy. Có câu hỏi nào không? Hello Hường. Có Hường vào nữa hả? Hường mở cam lên. Chị Trâm nói đi, chị Trâm. Đã có nghe được mọi người không? Mở cam, mọi người đang làm việc riêng hay làm gì đó? Mở cam và tập trung nha. Amen. Ta học thì chúng ta học hết lòng luôn, đúng không ạ? Tôi ở hay vậy, đã làm gì phải làm hết lòng luôn, không làm thì thôi, mà làm là làm hết lòng, học cũng phải học hết lòng luôn. Chứ chỗ nhiều khi Chúa mắng và muốn phán với chúng ta cái gì đó mà chúng ta đi mất tiêu thì lại Chúa lại không phán được. Có ai có câu hỏi gì trong phần này không, chị Huyền, chị Trâm? Cô Hằng ơi, chị có một thắc mắc là ông Môi-se không nghe. Từ từ chờ chị Trâm ơi, chờ em chúc em mở cái loa lên đã. Chị Trâm nói đi. Ông Môi-se đấy, ông ấy được nuôi dưỡng ở trong một gia đình tin kính và ông được dạy dỗ trong sự tin kính Chúa. Thế nhưng tại sao ông lại đi lấy một người ngoại, thì có một câu giải, có cái sự giải thích gì không? Có lẽ là lúc bấy giờ thì em theo em suy nghĩ là lúc bấy giờ giống như Môi-se không có sự lựa chọn. Thực chất ra là Môi-se lúc bấy giờ chưa nhận biết Chúa một cách rõ ràng nha chị Trâm. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì chúng ta thấy rằng là Sê-phu-ra vẫn là vâng lời Môi-se đúng không ạ? Vẫn là đi trở về cùng với Môi-se. Mạng bên này yếu quá. Ok. Không, của bạn kia.
Thì chúng ta thấy rằng là Môi-se thật sự đối mặt với Đức Chúa Trời đó là ở bụi gai cháy. Thậm chí Môi-se còn không biết là tại sao mà Chúa lại rèn luyện Môi-se 40 năm trong đồng vắng. Môi-se có nhận biết được sự kêu gọi, có biết về Đức Chúa Trời, nhưng mà có lẽ về một cái kinh nghiệm cá nhân mà gặp ở Chúa thì là một cái kinh nghiệm mà ở bụi gai cháy ông mới thật sự rõ ràng với Chúa. Và cái thời điểm của Môi-se thì chúng ta biết rằng là sau khi Môi-se đã chạy khỏi Ai Cập rồi á, thì rất là khó để mà Môi-se có đường trở lại. Nếu như mà không có sự kêu gọi của Chúa trở lại á, thì có lẽ Môi-se không bao giờ dám trở lại, đúng không ạ? Ngay kể cả Chúa kêu gọi rồi Môi-se cũng chưa dám trở lại kìa, đúng không? Chúng ta đã đọc thấy rồi. Ông sợ chết bởi vì truy nã khắp mọi nơi. Lệnh truy nã là lấy khắp mọi nơi. Đúng không ạ? Em đồng ý với chị Thằng nha, hoàn toàn đồng ý luôn. Phải có kinh nghiệm cá nhân và gặp ở Chúa một cách cá nhân thì mới biết Chúa là ai được. Chứ còn mà nghe ba mẹ dạy hay là thầy cô dạy hay mục sư dạy mà chưa kinh nghiệm Chúa là không bao giờ mình biết rõ Chúa mình là ai. Amen. Thì có lẽ là như vậy, cho nên ông đã lấy một người vợ người ngoại, và lúc đấy giờ thì cũng không có sự lựa chọn nào bởi vì ông đã ở nhà Jethro và không còn đi đâu được cả. Thì không có nơi nào để đi, may mà có một người để tiếp nhận ông, đúng không ạ? Thì cũng là Chúa cũng sắm sẵn vẫn ở trong cái chương trình của Chúa. Với lại quan trọng là Sephora là một cái người phụ nữ, em tin rằng là bà cũng là một cái người biết Chúa và vâng phục. Cho nên là khi mà Môi-se không chỉ không cắt bì cho các con mình ấy, thì ngay lập tức bà lấy cái dao và cắt lưng bì hai con mình luôn. Nếu không thì Chúa giết Môi-se rồi. Nhưng Thánh nói rõ ràng là Chúa tìm thế giết Môi-se bởi vì không chịu cắt bì cho các con của mình mà. Cho nên là khi mà Sephora nói rằng là gì ạ? À? Chàng là huyết lang. Huyết lang của tôi, có nghĩa là chàng rẻ máu á. Nếu mà không có một cái sự cắt bì đổ máu của những cái đứa con, dĩ nhiên là trong sự cắt bì thì nó sẽ có một chút máu, nhưng mà nếu mà không có một cái sự cắt bì đó thì có lẽ là đổ máu về gia đình của ông Môi-se. Rồi có ai có câu hỏi nào trước khi chúng ta move sang phần kế tiếp không? Hello em Tú nha, hello em bé. Anh Thế có câu hỏi nào không? Chúng ta học và chúng ta phải hỏi nhiều vào. Ngày xưa tôi đi học ở bên kia, tôi hỏi thầy giáo suốt ngày luôn. Khi nào có cơ hội là tôi đều hỏi hết. Hỏi thì mới vỡ ra được nhiều điều. Cho nên anh chị em mà có câu hỏi gì ấy, anh chị em cứ ghi xuống. Xong rồi mỗi lần học thì chúng ta sẽ hỏi nhé. Để chúng ta sẽ hỏi nhiều thì chúng ta sẽ rõ. Amen. Có những cái điều tôi không phải trả lời được ngay đâu, tôi có thể thời gian tôi cần phải xem xét, cần phải tra lại lời Chúa đấy. Nhưng mà cũng cái đó cũng rất là tốt để học viên hỏi á, thì nó cũng tốt cho tôi luôn để tôi mở rộng những cái gì mà tôi còn hạn hẹp ra, đúng không ạ? Nhiều câu hỏi tôi thấy hay lắm. Rồi vậy thì chúng ta đi học phần kế tiếp nha, có ai cần đi vệ sinh thì nhanh nhanh chóng mà quay trở lại. Turn back. Quay trở lại, come back. Chị Thủy thấy cười hoài à, từ nãy tới giờ. Giống như được học cùng với lớp hạnh phúc quá sao? Lâu lâu không được học rất là hạnh phúc. Bà Joy có hỏi gì không bà Joy? Bà Joy. Bà Joy. Bà Ngọc Bích. Bà Joy luôn vui mừng. Amen. Giang là ai kia? Có Giang nào kia? Em gì ơi, em Tiên ơi, có nghe kịp không? Dạ có. Ok. Hello Hương nha. Hương. Giang là Giang nào đó? Xin chào Giang. Giang Hà Nội hay Giang nào? Không phải, em là chị nha. Em bảo anh Thế với chị thì mời bà giúp. À ok, là bạn của anh Thế. Mở cam lên nha bạn. Trong lớp học là quy định tất cả mở cam lên. Em biết, nhưng mà hôm nay chị đăng lên Zalo Hội Thánh mời bạn vào học ạ. Ok, welcome. Xin chào đón bạn Giang, đứng đầu Giang của SOC khóa 6. Giang này là người yêu của bạn Tuấn, trường SOC khóa 8 vừa rồi đấy ạ. Là em của bạn Thoa à? Em Thoa. Vâng, em có Thoa chị ạ. Nhưng mà em bây giờ đang kiểu em vừa mới tán xong nên là chưa ấy nào. Ok, không sao.
Khi nào sẵn sàng thì mở kênh. Chúng ta bắt đầu học nha. Không phải Giang khóa 6, Giang của chị Thủy và anh Thế. Dạ, em chào mọi người. Là bạn gái của bạn Tuấn ở khóa 8. Tuấn biết không? Tuấn Hà Nội kia. Chúng gặp tài gặp mà chắc không nhớ hết tên đâu. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nhé mọi người ơi, sang cái phần thứ hai này à. Chúng ta sẽ sang cái phần tại Egypto là hãy để dân ta đi. Trong tài ơi tài mở cho chị xuất đoạn 5 câu 1 câu 2. Khi đó Môi-se và A-rôn đến tâu cùng Pharaon rằng Jehovah Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: hãy cho dân ta đi, đặng nó giữ một lễ cho ta tại đồng vắng. Nhưng Pharaon đáp rằng Jehovah là ai mà chẳng phải vâng lời người để cho dân Israel đi? Chẳng biết Jehovah nào hết, và cũng chẳng cho dân Israel đi nữa. Amen. Ở đây thế ông vua Pharaoh ông ấy nói là ông không có biết Chúa Jehovah là ai, cho nên ông cũng không cho dân Israel đi. Thì chúng ta biết rằng là cái thời điểm của Pharaoh này đó là cái thời điểm mà sau khi khoảng 200 năm á, gần 200 năm sau cái thời điểm trong thời điểm mà Joseph Jacob đã đưa dân Israel vào trong xứ Ai Cập này, cho nên là Pharaoh này là một cái Pharaoh mới lên ngôi, không thể biết được cái công trạng của Joseph và không biết được Joseph là người kính sợ Chúa. Cho nên rằng là họ không biết Chúa, cho nên là chính vì thế cho nên ông nói một cái lời rất là sáng sớm, ông không biết Chúa là ai và không muốn cho dân Israel đi. Thì nguyên tắc đó là ma quỷ chống đối sự vận hành của Chúa, đúng không ạ? Pharaoh là hình ảnh của Satan chống đối lại những sự vận hành của Đức Chúa Trời. Cho nên là chúng ta thấy rằng là luôn luôn nếu anh chị em và tôi mà thật sự làm công tác của Đức Chúa Trời thật á, thật là làm công tác của Đức Chúa Trời á, thì chắc chắn sẽ luôn luôn có sự chống đối nha. Anh chị em sẵn sàng chưa ạ? Chị Hồng sẵn sàng chưa? Chị Hồng sẵn sàng chưa? Chị Hồng đâu rồi? Cho nên rằng là khi mà bất cứ lúc nào mà Đức Chúa Trời sẽ vận hành qua đời sống của chúng ta làm các công tác của Đức Chúa Trời thì chắc chắn anh chị em sẽ thấy là ma quỷ nó chống đối. Anh chị em càng làm công tác của Chúa nhiều thì ma quỷ nó càng chống đối nhiều. Làm ít chống đối ít, làm càng nhiều chống đối càng nhiều nhé. Cho nên chúng ta hãy sẵn sàng. Amen. Hãy sẵn sàng đi trong đường lối của Chúa. Và đôi khi ấy, khi mà ma quỷ nó không chống đối, tôi còn phải hỏi lại rằng Chúa ơi, có phải ý Chúa hay không? Có phải Chúa ơi làm điều này đúng đúng theo ý Chúa hay không? Hay là không phải ý Chúa, con làm theo ý riêng, mà con không thấy nó làm gì hết. Đó, đôi khi ma quỷ nó cũng là một trong những cái khi mà nó chống đối thì chúng ta mới biết, chúng ta càng vững mạnh hơn. Tôi kinh nghiệm nó rất là nhiều luôn anh chị em ạ. Trong những cái công tác của Chúa ấy, khi mà đôi khi tôi thấy mà nó im lặng á, tôi còn hỏi Chúa là đây có phải ý Chúa không hả Chúa? Sao mà con không thấy nó làm gì hết cả vậy? Nên là khi nào mà mình thấy rằng ma quỷ nó càng chống đối thì mình biết rằng là chắc chắn đi Chúa rồi, cho nên nó mới chống đối. Còn ý mình thì nó chống đối làm gì, đúng không? Nó phải tôi làm đi, mày làm giùm tao đi, làm nhiều và càng tốt luôn, đúng không ạ? Nhưng mà nó chống đối thì mình biết rằng thì ra đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, Chúa cho mình biết rồi. Nhưng mà khi mà ma quỷ nó càng chống đối thì mình lại càng thấy vững chắc hơn đó là mình đang đi đúng đường. Amen. Ai Cập là nơi họ ướp xác của các pharaoh tại những kim tự tháp, thì chúng ta biết rồi, nổi tiếng kim tự tháp ở trên thế giới chính là Ai Cập ướp xác. Và cái điều đó nó tượng trưng cho thế gian và sự chết, đúng không ạ? Nên rằng là thế gian và sự chết, đó là Ai Cập là tượng trưng cho thế gian và Ai Cập cũng là tượng trưng cho sự chết. Pharaoh thì đại diện cho Satan, ở trên đầu của tất cả các cái pharaoh thì đều có cái mão bằng con rắn. Anh chị em có từng xem phim chưa? Anh chị em có từng xem phim về pharaoh chưa ạ? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là pharaoh nó đội ở trên đầu nó có cái mão và con rắn, đó là pharaoh là đại diện cho Satan. Pharaoh cũng là đại diện cho những thế lực thuộc linh cai trị thành phố và khu vực của bạn.
Nếu mà Chúa hứa ban thành phố hoặc khu vực của bạn cho bạn thì hãy chinh phục cho Đấng Christ thì bạn sẽ gặp những sự chống đối từ ma quỷ. Amen. Không thể có sự phục hưng như thành phố hay khu vực của chúng ta nếu như quyền lực của tối tăm đang cai trị mà chúng ta mà chưa đạp đổ. Nên chúng ta cần phải cầu nguyện để chống lại những cái thế lực này, anh chị em ạ. À. Amen không ạ? Nếu mà anh chị em mà chúng ta yếu đuối thì chúng ta sẽ rất là khó, chúng ta không biết uy quyền của mình thì rất là khó để mà có thể chống lại được những thế lực này. Nhưng mà tôi tin rằng Đức Chúa Trời ngày đang sử dụng hội thánh của Đức Chúa Trời một cách dần dần để ngài bẻ gãy những cái sự cai trị của kẻ thù của ma quỷ ở trên các cái thành phố của chúng ta và các và quốc gia của chúng ta. Và một cách tiệm tiến hay là một cách tăng dần, Chúa đang làm điều này. Cho nên là cái vấn đề, cái việc của chúng ta đó là phải tin và cầu nguyện, đúng không ạ? Kết hợp với hội thánh cầu nguyện cho cái điều đó. Vì phần hưng đang đến rất là gần, thời điểm của kẻ thù cai trị ở trên dân tộc của chúng ta sắp hết rồi. Amen. Cho nên là Chúa sẽ ban cho chúng ta cái uy quyền. Còn nếu mà chúng ta không cầu thay, không gì hết, không cầu nguyện, không tin thì chúng ta không được gì cả. Nhưng mà nếu chúng ta tin thì chúng ta sẽ nhận được. Anh chị em à? Amen. Pharaoh thì gia tăng gánh nặng của dân Israel, cho dân Israel. Xuất ở 5 câu 3 đến câu 10. Pharaoh gia tăng cái sự áp chế, đúng không? Cho nên rằng là ở đây là không những từ chối và không cho dân Israel đi ra, nhưng mà Pharaoh còn gia tăng gánh nặng cho Israel nữa. Cho nên khi một người mà muốn ra khỏi thế giới tối tăm càng thì càng tranh đấu thì ma quỷ càng dùng nhiều mưu toan để trói buộc họ. Chúng ta cần phải biết mưu trước của ma quỷ khi mà chúng ta đưa một người đến với Chúa ấy, hoặc là một người mà chúng ta bắt đầu dấy lên họ mạnh mẽ trong công tác của Đức Chúa Trời. Thì khi mà họ càng gần đến với Chúa hơn thì ma quỷ nó lại càng hành động mạnh hơn. Anh chị em phải biết nguyên tắc này nhá. Tôi thấy là điều này tôi thấy thường xuyên là những người hầu vị Chúa không biết luôn ấy. Không để ý. Họ làm công việc thuộc linh đôi khi họ không để ý nha anh chị em. Anh chị em phải để ý cái này. Anh chị em khi càng đưa một người nào càng gần với Chúa hơn, càng sốt sắng cho công tác của Chúa hơn, càng yêu kính Chúa hơn, hầu vị Chúa hơn thì ma quỷ nó càng đánh người đó mạnh hơn. Nên là về phần chúng ta là chúng ta cần phải nhận biết điều đó để cầu thay cho họ, và bản thân họ chúng ta cũng phải bảo họ để họ cầu nguyện nhiều hơn nữa. Bởi vì ma quỷ nó đâu có phải là chơi đâu, đúng không ạ? Nó không phải là chơi đâu. Nếu anh em càng sốt sắng cho công việc Chúa, nếu anh em càng đào tạo nhiều người, huấn luyện nhiều người sốt sắng cho công việc Chúa thì ma quỷ nó lại càng không để yên đâu nha anh chị em. Còn nếu công việc của anh chị em mà không có đụng gì đến xào huyệt của nó thì anh chị em phải cần phải xem lại cái công tác của mình đi, đúng không ạ? Chẳng thấy có máy may gì đến nổi, thôi mày làm đi, mày làm nữa thì tao càng vui thì tao chết rồi, đúng không ạ? Nhưng mà công tác của chúng ta phải đụng đến tụi nó, cho nên tụi nó phải khiếp sợ, tụi nó phải làm mọi thứ để nó cắn ngăn trở cái công tác đó, nó tấn công, nó làm đủ mọi thứ. Cho nên những người mà chúng ta hầu việc môn đồ dạy đạo á, nếu mà chúng ta thấy rằng đời sống của họ càng được sốt sắng, càng được mạnh mẽ thì chúng ta cần phải nói cho họ biết rằng là hãy chuẩn bị đi. Kẻ thù nó không để yên đâu. Amen. Không để yên đâu anh chị em à. Nó sẽ tấn công đủ thứ luôn, cho nên là cầu nguyện bao phủ trong huyết của Chúa luôn luôn và chiến trận luôn luôn của trách nó. Đấy là việc mà chúng ta cần phải tỉnh thức. Tôi thấy nhiều người hầu về Chúa đi dạy đạo, nhiều khi mà anh chị em sốt sắng thì họ không có nói với anh chị em là hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, bởi vì kẻ thù nó sẽ không để yên đâu. Cho nên là mỗi một thời điểm thì những người đó bị ma quỷ nó đánh tới tấp luôn, mà cuối cùng họ bỏ cuộc luôn mà cũng không có biết cách nào, rồi họ trách những người hầu việc Chúa. Giống y chang như dân Israel này, họ trách mỗi xe này. Chút điều họ muốn ném đá ông luôn, đúng không ạ? Họ nói rằng ông khiến chúng tôi là cái mùi hôi hám ở trước mặt Pharaoh và quần thần của họ. Họ trở lại họ trách chúng ta là những người hầu việc Chúa. Tại sao mà làm cho tôi như thế, tôi tưởng là Đức Chúa Trời thế này, tưởng là Đức Chúa Trời thế kia, nhưng mà thực chất ra là không phải Chúa mà là kẻ thù đấy. Ma quỷ nó thấy cái sự sốt sắng của họ và nó tấn công họ. Mà chúng ta là những người hầu việc Chúa không biết cái gì trong cái việc này thì họ sẽ bị sa sút đến đức tin, họ sẽ bị sụp đổ và họ có thể bỏ Chúa khi mà họ gặp điều đó. Cho nên khi mà giảng tin lành đừng nói là phước, đúng không ạ? Chỉ nói phước thôi, hay nói rằng là
Hãy biết rằng khi mà bạn ở trong cái thế giới của Chúa, sáng láng của Chúa, thì ma quỷ nó sẽ cố đưa bạn lại, cho nên phải làm mọi điều để cầu nguyện để chống đối lại nó. Amen. Chứ nhiều khi cứ nói phước không thì đến lúc mà người ta gặp cái hoàn cảnh người ta sụp đổ luôn, người ta không có thể chống lại được vì người ta không biết trước. Người ta không biết cách bám lấy Chúa. À, đấy là nguyên tắc mà chúng ta luôn phải nhớ. Nếu mà ở đây có những người hầu về Chúa, chúng ta luôn phải nhớ cái nguyên tắc này. Tôi luôn luôn dạy những điều đó và tôi luôn luôn nhắc nhở những học viên là bây giờ bắt đầu sốt sáng hầu về Chúa rồi là cẩn thận nha. Luôn luôn cẩn thận nha, cầu nguyện nhiều nha, kẻ thù nó không để yên đâu. Anh chị em à, amen. Anh chị em hãy nhắc nhở mọi người nhá. Hãy nói với họ nha, nhắc nhở họ, đừng để cho họ thiếu hiểu biết. Rồi họ lại tội nghiệp. Hãy thương họ và chúng ta phải hiểu những cái điều mà trong thuộc linh. Giống y chang như cái câu chuyện này thôi, cho nên nó dạy cho chúng ta cái nguyên tắc. Dân sự khước từ Môi-se và A-rôn, đúng không ạ? Đến thời điểm là họ khước từ Môi-se và A-rôn luôn. Họ nói là thôi, chúng tôi không cần các ông nữa. Những người Israel đã từng tiếp nhận hai người này, nay lại khước từ họ. Khi mà Môi-se và A-rôn về để mang lời Chúa đến mà nói rằng là họ Chúa sẽ giải cứu họ, trong cái đoạn 4 lúc này chúng ta đọc thì phải đó, thì họ đồng ý luôn. Và vui mừng, cả dân sự đều đồng lòng cơ mà. Các trưởng lão đều đồng lòng trong đoạn 4 lúc nãy chúng ta đọc đó. Nhưng mà bây giờ thì lại gì? Tất cả đều khước từ hai người này và đổ lỗi cho hai người này vì các ông á. Cho nên là chúng tôi bị khổ này. Thậm chí họ gì? Họ nói rằng là cầu Chúa phạt các ông. Bởi vì các ông đã làm chúng tôi khổ. Mới ủng hộ đây, sau đây, xong này đã gì ạ? À? Đã đổ lỗi rồi. Thấy không? Chúng ta thấy đấy là cái chiến trận của kẻ thù. Cái mưu kế của kẻ thù mà cho với lại dân sự của Chúa. Sự ủng hộ của dân Israel lúc đó chỉ là hời hợt, cho nên nhanh chóng bị tiêu tan khi họ gặp khó khăn. Satan thì luôn chống cự chúng ta khi chúng ta bước theo tiếng gọi của Chúa, mà mọi việc sẽ dường như tệ hơn trước khi nó tốt hơn. Cho nên hãy nói với họ rằng có lẽ là cái việc bây giờ thì có lẽ là nó sẽ tệ như vậy, nhưng mà sẽ tốt hơn nha anh chị em. Trước khi mọi việc tốt hơn thì nó sẽ dường như là nó sẽ tệ đấy. Amen. Cho nên là tôi thường chia sẻ điều này với những người hầu việc Chúa, những các bạn mà đang sốt sắng ở trong công tác của Chúa. Thường mà tôi thấy họ bị tấn công rất nhiều. Cho nên rằng là không lấy làm lạ đâu nhé. Tất cả những người mà sốt sắng cho công việc Chúa thì đều bị kẻ thù nó bắt bớ. Nó làm đủ mọi cách hết. Cho nên là nhưng mà đừng lo. Mọi việc dường như có vẻ hơi tệ một chút xíu, nhưng mà sau đó nó sẽ là tốt hơn. Ánh sáng. Nó sẽ có ánh sáng. Amen. Bởi vì ánh sáng mà càng mạnh mẽ thì bóng tối nó càng phải rút lui nhiều anh chị em à. Cho nên là đừng sợ. Còn đối với lãnh đạo, nếu mà chúng ta phải đối diện với cái sự đổ lỗi của dân sự này, thì chúng ta hãy biết rằng là họ rất là con trẻ thuộc linh. Họ cần phải có sự cầu thay và nâng đỡ của chúng ta. Chúng ta cần phải giải thích cho họ rằng là Satan nó chống đối lại kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải có một cái sự khôn ngoan để giải thích, chứ đừng có mà khi mà họ trách chúng ta lại trách lại họ, đúng không? Chúng ta không thể làm thế được. Hay khi mà họ đổ lỗi cho chúng ta thì chúng ta lại nặng nợ họ, đúng không? Có nhiều người tôi thấy có cái cô mục sư kia, khi mà cô ấy làm chứng cho người ta đến với Chúa thì cái người ta bị khó khăn như vậy đó, giống như ma quỷ này nó cũng đâu muốn người ta xuất sắng đâu, xong người ta gặp hoàn cảnh ấy. Thì người ta cũng trách cái cô mục sư đó, và cô mục sư đó quay lại trách lại luôn, mà nói tàn bạc luôn. Nói không còn cái gì để mà không có thương tiếc gì nữa. Mà người ta mới là cái người rất là còn nhỏ trong vương quốc thôi, người ta còn là con trẻ thuộc linh thôi, mà người ta đâu có hiểu được, mà chính người hầu về Chúa không có biết được cái vấn đề này. Thế thì chúng ta cần phải có một cái con mắt thuộc linh để nhận biết được rằng là chúng ta cần phải thông cảm cho họ và nói cho họ biết đấy là mưu kế của ma quỷ chứ không phải Chúa. Amen. Chống cự nó, thuận phục Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ, nó sẽ lánh xa nghe. Mọi thứ nó sẽ trở nên tốt hơn. Sớm thôi. Nó có vẻ tệ như bây giờ nhưng mà nó sẽ trở nên tốt hơn anh chị. Vì Chúa có thể hành động khi chúng ta tin cậy. Phần C đó là Môi-se xử lý sự khước từ của dân sự. Môi-se xử lý sự khước từ của dân sự bằng cách nào? Xuất đoạn 2, 5 câu 22, ông 3, ông cầu hỏi Chúa. À, em đọc đi.
Môi-se bèn trở về cùng Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: lạy Chúa, sao Chúa làm hại cho dân sự này? Chúa sai tôi đến mà chi? Từ khi tôi đi ý kiến Pha-ra-ôn đặng nhân danh Chúa mà nói thì người lại ngược đãi dân này, vì Chúa chẳng giải cứu dân của Chúa. Amen. Ở đây thì mình thấy rằng là cái việc mà Môi-se bị dân sự khước từ như vậy và đổ lỗi, thì ông đã cầu hỏi Chúa. Ông đã cầu hỏi Chúa, ông đã cầu nguyện với Ngài, cho nên là chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta gặp hoàn cảnh đối với những người lãnh đạo mạnh mẽ là phải cầu hỏi Chúa, amen, phải cầu nguyện với Chúa. Với lãnh đạo chúng ta, lãnh đạo muốn lãnh đạo mạnh mẽ thì chắc chắn mọi việc chúng ta phải trình dâng cho Chúa hết. Chứ không phải là đến mà chưa xem trách móc họ trở lại. Đây là giải pháp cho những thử thách mà chúng ta phải đối diện trong cuộc sống, đến với Chúa và xin sự cố vấn của Ngài, xin sự giải quyết của Ngài. Tôi luôn luôn phải làm như vậy và liên tục luôn, mà luôn luôn trong mọi việc. Luôn luôn phải trở lại với Chúa. Một ngày thường là đến với Chúa ít nhất là 2 đến 3 lần, đúng không? Yên lặng, chờ thôi. Và hỏi Chúa xem con phải làm cái thế nào. Mọi việc nhé anh chị em. Không phải một hai việc đâu nhé. Tôi không biết anh chị em thế nào, chứ tôi xử lý luôn luôn là bằng sự cầu nguyện. Đôi khi tôi phải cầu nguyện rất là nhiều trong một vấn đề để Chúa có thể Chúa bày tỏ với Chúa, Chúa giải quyết, Chúa giúp đỡ. Cho nên là hãy đến với Chúa trước tiên, và dĩ nhiên đến với những người tin kính và hỏi nữa, đúng không ạ? Chúng ta đôi khi chúng ta không có nhiều lời Chúa, cho nên là chúng ta cũng cần phải có những người cố vấn cho chúng ta. Ở đâu nhiều gì? Ở đây. Ở đâu nhiều người cố vấn thì ở đó gì? Mưu định được thành. Ở đâu có nhiều người cố vấn thì ở đó những cái công việc, những mưu định được thành. Chúng ta không có đủ khôn ngoan hết đâu. Cho nên đôi khi tôi cũng vẫn phải hỏi nhiều, rất nhiều những người cố vấn, những người hầu việc Chúa, tin kính, những người cha, những người mẹ ở trong Chúa, Thuộc Linh. Anh chị em có thể hỏi, nhưng mà anh chị em không biết. Anh chị em nên hỏi những người mà tin kính. Nhưng mà thường là những cái chuyện cá nhân của chúng ta cần phải cẩn thận, đúng không ạ? Thì gặp phải mấy người mà bô bô nói đầu làng cuối xóm đều nghe thì tôi chết luôn. Và tôi thấy kể cả có một số mục sư của họ cũng rất vào cái tình trạng này nhá. Khi mà một cá nhân nói rằng là mục sư ơi cầu nguyện cho con về vấn đề này vấn đề kia ấy, thì người đó nói trước mặt hết cả hội thánh là những cái vấn đề riêng tư cá nhân của nó, rồi bắt đầu người này xét đoán, người kia xét đoán. Ôi trời ơi, làm cho người ta đã không những đấy không được giải quyết mà còn tổn thương nặng nề luôn á. Cho nên là chúng ta cũng cần phải khôn ngoan để chúng ta bày tỏ với ai, amen. Không phải ai chúng ta cũng bơ bơ ra, có nhiều người ruột thì để ngoài ra. Cho nên là đừng có phải ai cũng chúng ta cũng nói hết đâu, amen. Và đấy là mục sư nhé, không phải mục sư nào cũng là có một cái môi miệng giữ cái môi miệng tốt đâu. Sau khi những cái chuyện cá nhân của người ta rồi, đời tư của người ta, những cái khó khăn người ta gặp phải rồi, kể hết cả hội thánh luôn, nói hội thánh cầu thay. Thực chất ra là nói hội thánh cầu thay, nhưng thực chất ra nói hết cái chuyện người ta cho hội thánh, người ta không biết giấu mặt vào đâu luôn. Có những người cay đắng luôn anh chị em à, không phải đơn giản đâu. Những cái chuyện cá nhân của họ, có những người bị rơi vào sự cay đắng luôn. Nên là chúng ta cần phải cẩn thận. Chúng ta nên nói với ai, đúng không? Nếu mà chúng ta phải rơi vào cái hoàn cảnh đó thì thôi, chúng ta hãy cầu thiên xin Chúa tha thứ cho họ. Tha thứ hết lòng, nhưng mà lần sau thì phải khôn ngoan hơn, amen. Tôi ngày xưa cũng bị vài lần đó. Nói đầu làng cuối xóm, người hầu vị Chúa nói với người hầu vị Chúa nói đầu làng cuối xóm luôn những cái vấn đề của mình. Xong rồi mình mệt cả người luôn. Cho nên là sau này phải cẩn thận nói với những người tin kính và những người mà biết giữ mồm miệng thôi. Môi-se cũng nói với Chúa là tại sao Chúa lại để điều này xảy ra. Chúng ta cần phải nhận biết được sự trẻ trị toàn năng của Chúa. Mọi việc thì không phải ngẫu nhiên đâu, nhưng mà Chúa cho phép xảy ra, như trường hợp của Gióp, đúng không ạ? Cho nên chúng ta cần phải hỏi Ngài, Ngài muốn con làm gì ở trong các hoàn cảnh này. Đó, sự khôn ngoan đó là khi mà chúng ta thấy một điều đó xảy đến trên đời sống của chúng ta, chúng ta biết rằng Chúa là đấng toàn năng, Ngài luôn tể trị mọi việc, đúng không ạ? Ngài đứng tại chị chết mọi việc luôn. Chúng ta cần phải hỏi câu hỏi Chúa, tại sao điều này xảy ra, Chúa dạy dỗ con điều gì. Amen. Chúng ta cần phải hỏi Chúa xem là Chúa dạy dỗ con điều gì, và tại sao điều này xảy ra, và Chúa muốn con làm gì ở trong cái hoàn cảnh này, Chúa muốn con đáp ứng như thế nào, Chúa muốn con phải làm thế nào. Thế nên là
cái vấn đề trong cuộc sống nó phức tạp vô cùng anh chị em ạ. Đúng không ạ? Mỗi một người nó đều có thể đối diện với quá nhiều vấn đề trong cuộc sống, quá nhiều thứ khác nhau. Cho nên là chỉ có Chúa mới biết được tất cả, và Chúa mới có cái câu trả lời, cái con đường mở đường cho những cái vấn đề của chúng ta thôi anh chị em ạ. Cho nên là có những cái hoàn cảnh mà anh chị em và tôi phải đối diện, chúng ta sẽ hỏi Chúa. Có thể là một lúc Chúa không trả lời ngay đâu. Chúa đôi khi Chúa phải đợi một thời gian, có những thời gian rất dài luôn anh chị em ạ. Tôi không biết anh chị em nào chứ có những cái câu trả lời mà tôi thể thời gian dài Chúa cũng chưa trả lời luôn. Ví dụ như tại sao Chúa ơi con chưa lấy chồng được. À, cũng hỏi tại sao mà sao lâu thế Chúa ơi. Đúng không ạ? Bà Choi cười nức nở luôn vì bà Choi cũng như vậy. Thì có những cái câu trả lời Chúa sẽ trả lời ngay cho chúng ta, nhưng cũng có những câu trả lời Chúa sẽ chưa trả lời ngay đâu. Chúa phải thử chúng ta. Chúng ta không biết được mỗi một người có một sự thử thách khác nhau, đúng không ạ? Mỗi một người có một cái đồng vắng khác nhau. Anh chị em có thể có đồng vắng tài chính, anh chị em có thể có đồng vắng gia đình, nhưng mà tôi lại có đồng vắng về hôn nhân chẳng hạn, đúng không ạ? Dĩ nhiên là Chúa đều có mục đích tốt. Tôi biết là thời gian này single thì rất tốt, bởi vì thờ phượng Chúa, hầu vì Chúa thoải mái. Đến giờ này cũng không cần phải chăm sóc chồng nữa, đúng không ạ? Vẫn vui vẻ với anh chị em cả buổi tối luôn. Còn ví dụ như bé Tú kìa, một tay hai đứa con học mà cũng không học được nhiều nữa, đúng không ạ? Nói chung là mọi thứ đều là ý Chúa thôi, rất là vui vẻ thôi. Cũng cảm ơn Chúa trong mọi điều, đôi khi mình hỏi thôi chứ không phải là mình giận dỗi Chúa hay cái gì đâu, đúng không ạ? Dù như thế nào thì cũng cảm ơn Chúa. Chờ đợi ý muốn của Chúa. Môi-se thì muốn mọi việc xảy ra một cách nhanh chóng. Không biết ai, có ai giống nè không? Tôi là người giống như vậy đây. Chúa ơi, nhanh lên. Nhanh. Con không muốn lâu. Con muốn nhanh. Luôn luôn như vậy. À, chúng ta thấy rằng là Môi-se thì muốn học mà một cách nhanh chóng. À, nhưng mà thường khi chúng ta cũng vậy. Đó, chúng ta cũng muốn Chúa mà Ngài thực hành mục đích của Ngài cho chúng ta một cách nhanh chóng, nhưng mà Chúa thì không, Chúa có thời điểm. Anh chị em ơi, nói cùng Chúa tôi, thời điểm. Thời điểm nha. Thời điểm nha. Thời điểm nha mà trời. Thời điểm nha mọi người nha. Chứ không phải là thích thời chúng ta như thế nào đâu, được đâu. Thời điểm, Chúa có thời điểm cho công việc của Ngài. Đôi khi phải mất nhiều năm thì những lời hứa đó mới thành hiện thực, đúng không ạ? Nhiều năm cầu nguyện. Chúng ta thấy rằng Kinh Thánh nói rằng là mọi việc thì sẽ đẹp. Trong cái bản tiếng Anh là everything beautiful in its seasons. À, cái bản tiếng Việt của chúng ta không biết dịch là gì nhỉ? Nhưng bản tiếng Anh thì nó đúng rồi, mọi việc có kỳ, nhưng bản tiếng Anh thì nó như này này. Dịch rất là hay, đó là gì? Mà mọi việc vào trong đúng thời điểm của nó thì nó sẽ đẹp đẽ. Bản tiếng Anh dịch như vậy đó. Tiếng Việt của mình là mọi việc có kỳ, nhưng mà cái bản tiếng Anh là everything is beautiful in its time. Có nghĩa là mọi việc thì nó sẽ đẹp đẽ vào trong cái đúng kỳ của nó. Có thể là bây giờ nó chưa đẹp đâu, cho nên chờ thêm thời điểm nữa nó đẹp. Bởi vì nó phải chỉ có đẹp trong đúng kỳ của nó thôi, giống như bông hoa. Có thể bây giờ anh chị em muốn hái cái bông hoa đó ngay, nhưng bông hoa đó mới có nụ, nó chưa có đẹp. Khi nào nó nở ra thì anh chị em mới nên hái, bởi vì lúc đấy là lúc đẹp nhất, đúng không ạ? Cho nên là tiếng Anh nói là mọi việc đều là đẹp ở trong đúng kỳ của nó, hay là mọi việc trong đúng kỳ của nó sẽ ra đẹp, rất là đẹp đẽ, beautiful in its time, đúng không ạ? Nên là hãy chờ đợi cho đến thời điểm nó đẹp đẽ nhá, đừng có vội vã quá. Giống như Môi-se chờ 40 năm, lâu quá, Chúa ơi con không muốn đâu. anh chị em chơi nhanh chóng lên chứ lâu quá thì không được đâu. Lâu lắm, xin Chúa giúp đỡ. Chúa chỉ bày tỏ cho Môi-se trong suốt đoạn 6 câu 1 là hãy xem những điều ta làm. Đôi khi Chúa không cho chúng ta biết mọi sự trước đâu, nhưng mà Chúa, vì chúng ta sẽ không thể chịu nổi áp lực, nhưng mà từng bước một Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta ý muốn của Ngài. Amen. Chúa nói hãy xem, hãy chờ đi, hãy xem mọi điều ta làm cho. Cho nên đôi khi chúng ta từng bước một hãy chờ, hãy xem Chúa làm như thế nào. Nương theo bước Chúa. Cho nên tôi nhớ là sứ đồ, cho tôi nhớ David nói rằng linh hồn con nương theo bước Chúa à? Cho nên là chúng ta học cái sự nương tựa này, từng bước một, cứ từ từ, cứ trông cậy
từng bước một thôi thì Chúa sẽ dẫn. Hãy xem những điều ta làm. Đúng không? Anh chị em hãy xem nhé. Amen. Hãy trao cho Chúa mà xem. Amen. Xem những điều Chúa sẽ làm. Tôi cũng làm vậy, đang trông chờ rất nhiều điều mà tôi cũng vẫn phải chờ đợi. Chúa ơi, con sẽ xem điều Ngài làm như thế nào. Suốt đoạn 6 câu 2 đến câu 3, Chúa bày tỏ cho Môi-se Ngài là đấng tự hữu và hằng hữu. Amen. Chúng ta có được đặc ân tất cả các danh xưng của Chúa trong ngày hôm nay, ngày xưa thì không. Amen. Chúng ta ngày hôm nay có tất cả danh xưng của Chúa. Nisi, Salom, Rohi, El Shaddai, rất nhiều, nhiều quá. Quá nhiều danh xưng của Chúa luôn. Sikinu, đúng không ạ? Nhiều. rất nhiều danh xưng của Chúa mà chúng ta có ngày hôm nay. Nên chúng ta là được phước bởi vì mọi điều đều có Chúa lo hết rồi. Chúa là muôn nhu cầu của chúng ta, có nghĩa là Ngài là mọi, Ngài đáp ứng mọi điều trong đời sống của chúng ta được. Cho nên là nếu mà có chúng ta có những cái chỗ nào đó mà chúng ta yếu đuối, nếu mà có thể có đức tin tài chính yếu đuối chẳng hạn, và có đức tin, với tôi có đức tin về một người chồng yếu đuối, không phải là một người chồng yếu đuối đâu, mà ý là đức tin về hôn nhân gia đình bị yếu đuối. Đức tin bị yếu đuối về trên cái lĩnh vực đó, mà người khác thì người ta không yếu đuối, người ta thấy bình thường thôi, có gì đâu, như là cân đường hộp sữa, nhưng mà mình lại bị yếu đuối. Nhưng có như mình thì lại có đức tin về tài chính hơn, thì người khác lại yếu đuối về tài chính. Chúng ta mỗi một người thì đều có những cái yếu đuối khác nhau, nhưng mà Chúa là muôn nhu cầu của chúng ta, danh xưng của Ngài đáp ứng tất cả. Nên chúng ta yếu cái gì thì chúng ta công bố cái đó. Amen. Nếu như chúng ta thiếu chiến thắng, Chúa ơi, con công bố Ngài Giê-hô-va Nissi của con, Ngài Giê-hô-va cờ xí đứng chiến thắng cho con. Amen. Nếu mà chúng ta yếu đức tin về sự tiếp trợ, Chúa ơi, con tin cậy vào Ngài. Mặc dù con rất yếu đuối đức tin, xin Chúa thêm đức tin cho con về tài chính, vì con biết Ngài Giê-hô-va Jire đứng chu cấp mọi sự cho con. Hay là với chúng ta cảm thấy cô đơn buồn thì chúng ta nói, Chúa ơi, Ngài đứng Rohi đứng chăm sóc con, Ngài luôn luôn ở cùng con. Ngài nói là ta sẽ ở cùng con đến tận thế cơ mà. Mà con thấy yếu đuối quá, con cảm thấy cô đơn, con thấy buồn. Con cảm thấy bị trống rỗng, con cảm thấy bị từ bỏ, con cảm thấy bị người khác khước từ. Chúa ơi, xin Ngài là đứng Rohi cho con, Ngài đến an ủi con. Đúng không ạ? Chúng ta có Chúa là môn nhu cầu của chúng ta. Nên hãy cầu nguyện nhiều. Amen. Cầu nguyện về mọi điều anh chị em cảm thấy bị áp lực, hoặc cảm thấy bị, chúng ta cảm thấy tổn thương, chúng ta cảm thấy buồn, chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta hãy cầu nguyện mọi thứ luôn. Đúng không ạ? Hay đôi khi mình buồn chẳng hạn, mình tổn thương vấn đề gì đó, thì Chúa là Comforter, Đức Thánh Linh là đấng an ủi. Tôi hay thường bị cầu nguyện cái đấy lắm, Chúa ơi, xin Ngài đến an ủi con, vì Ngài là đấng an ủi. Và khi chúng ta gặp những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta gặp những sự tổn thương, chúng ta gặp những cái điều mà chúng ta bị thiệt thòi chẳng hạn, nhiều nhiều cái mà tổn thương ấy, chúng ta nói Chúa ơi, xin Ngài đứng yên ủi, xin Đức Thánh Linh Ngài đến với con. Chúng ta cầu nguyện và chúng ta để Ngài chữa lành, chúng ta dành thời gian để chờ đợi để Chúa đến chữa lành, thì Chúa sẽ đến chữa lành cho chúng ta, tấm lòng của chúng ta sẽ không còn tổn thương nữa, chúng ta sẽ có khả năng tha thứ, sẽ tha thứ cho người khác. Amen. Dù cái điều đó nó có tổn thương như thế nào thì chúng ta cũng sẽ dễ tha thứ cho người khác nếu mà Chúa đến an ủi chúng ta. Vì vậy cho nên là không có Chúa chúng ta cũng không biết làm gì hết. Amen không anh chị em? Không có Chúa thì không biết làm sao hết. Chúng ta học nốt cái phần D này nhá. Tôi nghĩ là D, E, C, D, E, D thôi hết rồi. D thôi. Môi-se, Chúa khiến Môi-se như là Chúa của Pharaon. Chúng ta đã đọc qua phần đoạn 5 rồi. Chúa sẽ khiến cho Môi-se giống như Chúa của Pharaon. Aaron là cái người phát ngôn cho Môi-se, mà Môi-se thì giống như là Chúa của Pharaon. Số đoạn 7 câu 1 em đọc đi. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy xem, ta lập ngươi như là Đức Chúa Trời cho Pharaon, còn Aaron anh ngươi sẽ là kẻ tiên tri của ngươi. Amen. Chúa lập Môi-se giống như Chúa cho Pharaon, Đức Chúa Trời cho Pharaon. Nên là chúng ta thấy rằng cái địa vị của những người tôi tới Chúa rất là vĩ đại đó, đúng không? Nếu mà Chúa sai chúng ta đi làm công tác của Chúa thì chúng ta là những người phát ngôn cho Chúa. Chúng ta giống như là có uy quyền. Tôi nghĩ là khi mà Chúa nói điều này cho Môi-se thật sự là vĩ đại đó, đúng không ạ? Chúa dùng mình giống như Đức Chúa Trời cho Pharaon. Nên tôi thấy ở trong lịch sử cũng có rất nhiều những cái vị lãnh đạo vĩ đại, ví dụ như là Billy Graham chẳng hạn. Ông là cố vấn cho không biết là bao nhiêu đời tổng thống, tôi không biết là mười mấy đời tổng thống hay sao đó. Hay là như là 6 đời tổng thống là chính là ông là cố vấn, còn những người khác là ông là friend, là bạn. Thì anh chị em thấy rằng giống như là một cái người có cái địa vị rất là cao trọng,
vượt trên những cái đại tổng thống Mỹ là to nhất thế giới rồi. Thế mà mục sư là cố vấn, những người mà sẽ mà những người lãnh đạo của đất nước cần phải tham vấn ông cái cách thức để làm việc, cách thức để mà điều hành đất nước như thế nào. Bởi vì người của Đức Chúa Trời là có đầy dãy lời Chúa rồi, đúng không? Chúng ta biết xuất Ê-díp-tô kia, ta biết Môi-se rồi, tác giả của Sinh Hồi đầy tràn luôn. Thế nên là anh chị em thấy rằng là chúng ta đầy tràn lời Chúa thì chúng ta đầy tràn khôn ngoan. Đến thời điểm mà Chúa sẽ sử dụng chúng ta là cố vấn cho các nước, cho các vua, đúng không ạ? Anh nói rõ ràng là các vua sẽ đến ở nơi ngươi mà trong thấy sự sáng ngươi. Đó là Ê-sai đoạn 60 á, từ câu số 1 cho đến câu số 5 hay sao. Anh chị em muốn thì anh chị em có thể ghi về đọc. Các vua sẽ đến ở sự sáng ngươi và họ sẽ mang đến mọi điều. Dĩ nhiên đây là lời tiên tri về Jerusalem, nhưng mà cũng sẽ nói là lời tiên tri về chúng ta nếu mà chúng ta tin. Amen. Về tiên tri về Israel, về việc là Chúa sẽ sử dụng, Chúa sẽ dấy Israel lên trong thành cao trọng. Nhưng mà đó cũng là lời tiên tri cho chúng ta, những người tin kính, những người mà chất đầy đời sống của mình với lời của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên là phải vâng lời cho những học tri thức không, đúng không ạ? Những học tri thức không thì càng kết khiến chúng ta gặp đối diện với sự nguy hiểm. Thế này nó là tri thức sinh kiêu căng, cho nên là nếu mà nhiều mà tri thức mà không làm theo lời Chúa, không vâng lời thì rất nguy hiểm cho chúng ta. Nhưng mà nếu mà đầy lời của Đức Chúa Trời mà vâng lời những lời đó, đúng không ạ? Biết lời Chúa nhiều và vâng theo những lời Chúa nhiều, chúng ta sẽ đầy dậy sự khôn ngoan và Chúa sẽ lấy dậy chúng ta lên, và chắc chắn là các vua sẽ đến là như sự sáng của chúng ta, Chúa sẽ chiếu trên chúng ta nha anh chị em. Nên là đừng coi thường ngày của những điều nhỏ mọn giống như thế này, đúng không ạ? Những ngày mà chúng ta đang ngồi học cùng lời Chúa với nhau, tôi nói là đừng coi thường ngày của những điều nhỏ mọn, bởi vì những ngày này có thể là chúng ta phải kiên nhẫn, chúng ta cần phải học, chúng ta đôi khi phải mệt mỏi, nhiều khi đi làm về còn đang mệt, giờ này 10 rưỡi vẫn còn đang ngồi học. Nhưng mà Chúa nói rằng đừng khinh rẻ ngày của những điều nhỏ mọn anh chị em ạ. Bởi vì sẽ có đến thời điểm thì những cái công lao của anh chị em sẽ được Chúa đền đáp. Amen. Chúa sẽ sử dụng anh chị em khi mà anh chị em biết lời của Đức Chúa Trời, đầy dẫy lời Chúa nữa. Thì anh chị em ơi, anh chị em không những có uy quyền trên kẻ thù mà chắc chắn là anh chị em sẽ sử dụng cái sự khôn ngoan của anh em giúp đỡ rất nhiều người. Đúng không ạ? Cho nên sư đồ Phaolô nói rằng ngó như là nghèo hèn nhưng mà lại gì ạ? Lại giàu có. Ngó nhưng không có gì mà lại có tất cả. Ngó như là không ra chi nhưng mà làm nhiều người được giàu có. Ngó như thế này nhưng mà, đúng không ạ? Cho nên là những cái phần thưởng đó có thể trước mắt sư đồ Phaolô chưa nhận được, nhưng mà trên thiên đàng thì Kinh Thánh nói rằng là sư đồ Phaolô nói rằng mão triều thiên của sự vinh hiển đang chờ đợi ông. Mà chúng ta đâu phải sống như mấy chục năm trên đất này đâu, nhưng mà chúng ta sống cho cõi đời đời cơ mà. Amen. Xuất Ê-díp-tô tôi kỳ đoạn 7 câu 2 đến câu 3. Em đọc đi. Hãy nói lại mọi lời ta truyền dạy ngươi, rồi A-rôn anh ngươi sẽ tâu cùng Pharaon đặng người thả dân Israel ra khỏi xứ mình. Ta sẽ làm cho Pharaon cứng lòng và thêm nhiều dấu lạ phép kỳ của ta trong xứ Ê-díp-tô. Nhưng Pharaon sẽ chẳng nghe cách ngươi đâu. Ta sẽ tra tay vào đất Ê-díp-tô, dùng những sự đón phạt nặng nề đằng chút khỏi xứ đó các quân đội ta là dân Israel. Khi nào ta tra tay vào xứ Ê-díp-tô mà rút dân Israel khỏi giữa vòng người Ê-díp-tô thì họ sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Môi-se và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Vả khi hai người tâu cùng Pharaon thì Môi-se tuổi đã được 80, còn A-rôn 83. Amen. Hai em hơn nhau 3 tuổi. Xuất đoạn 7 câu 2 câu 3, Chúa thêm sự bày tỏ cho Môi-se rằng là Ngài sẽ thêm tai vạ cho Pharaon vì cớ sự cứng lòng của Pharaon. Cho nên khi bước đi theo Chúa, Chúa từng bước một, Chúa sẽ bày tỏ ý muốn Ngài cho chúng ta mỗi lúc một rõ ràng hơn. Cho nên anh chị em yên tâm, anh chị em cứ nâng cậy và nói Chúa đi, rồi mọi thứ mà Chúa sẽ bày tỏ rõ ràng hơn. Kể cả đời sống của anh chị em, khải tượng đời sống của anh chị em như thế nào đó, công tác của Ngài muốn sử dụng anh chị em á, anh chị em cứ trông tín đi, từng bước Chúa sẽ bày tỏ rõ ràng hơn nhá anh chị em. Amen. Tôi cũng thế, tôi thấy là mỗi ngày Chúa bày tỏ tôi cách rõ ràng hơn về cách thức làm việc, về những sự kêu gọi là có và khải tượng là có, nhưng mà cần phải có từng bước một Chúa hướng dẫn nữa. Cho nên Kinh Thánh nói là lời Chúa là gì ạ? Là ánh sáng cho đường lối, là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi, đúng không ạ?
Cho nên ánh sáng thì giống như là cái mặt trời từ xa để chiếu sáng cho chúng ta. Và nhưng mà nhưng cũng cần phải có cái ngọn đèn đó là ngay chân chúng ta để bước từng bước một, đúng không? Bởi vì nhìn từ xa mà không nhìn xuống đất thì sẽ có rất là dễ té. Phải không anh chị em? Cho nên là cần phải có những khải tượng. Cái sự kêu gọi và khải tượng là nó xa, là nó là lâu dài, là nó là cái sự kêu gọi là nó là cả đời sống của chúng ta, đúng không ạ? Rồi cái khải tượng nó có thể là nó là một cái, có thể có khải tượng dài hạn, cũng có thể là khải tượng ngắn hạn. Thì những cái khải tượng đấy thì nó dài, nên là chúng ta cần phải, không phải là chúng ta cứ thế mà chúng ta đi được đâu, mà chúng ta cần phải có từng cái lời Chúa làm ngọn đèn cho chân tôi á, cần phải có những cái bước đi trong chúng ta, cần phải được dẫn dắt á. Cho nên là mỗi một ngày á, đi cùng với Chúa thì Chúa sẽ bày tỏ chúng ta cách rõ ràng hơn là làm thế nào để đạt được cái giải tưởng mà Chúa ban cho chúng ta. Amen. Cho nên là xa cũng cần mà gần cũng cần, khải tượng cũng cần. Sự kêu gọi là dĩ nhiên là cần phải biết rồi, khải tượng là cần phải có rồi. Nhưng mà từng cái bước đi hướng dẫn như thế nào thì đã là từng cái tiến trình ở trong một cái bước đi như thế nào, Chúa sẽ dạy dỗ chúng ta rõ ràng. Thì tôi có thấy một số người hầu vì Chúa bị rớt vào cái tình trạng mông lung như thế này là họ nhận biết rằng Chúa cho họ có cái khải tượng nha, nhưng mà họ cũng không biết làm thế nào hết, mà họ cứ lúc nào cũng nói về khải tượng như thế, nhưng mà tôi không thấy làm thế nào cả. Nên là chúng ta không có thể nào mà chúng ta một cách mà mơ hồ như thế được, anh chị em à. Đôi khi không phải khải tượng đến từ họ nữa cơ. Nếu mà khải tượng một người đến từ họ thì tôi tin tưởng Chúa sẽ chỉ cho họ cách làm, nhưng đôi khi khải tượng họ copy từ người khác. Cho nên rằng là họ không có biết cách làm thế nào cả, nhưng mà chúng ta cần phải có khải tượng một cách rõ ràng. Nếu mà chúng ta cùng chạy với lại những người lãnh đạo hoặc là cùng chạy với lại hội thánh thì cái khải tượng đó người lãnh đạo cần phải nhận trực tiếp từ nơi Chúa và truyền lại cho chúng ta để từng bước một biết step by step làm như thế nào. Và cái người có khải tượng đó thì lời của Chúa nói trong Habacuc rằng phải viết lên bảng ấy. Amen. Cho cái người chạy ai nấy đều biết được, đúng không ạ? Để đọc thấy. Ai đang chạy thì đọc thấy. Giống như là trong ngôi nhỏ, tôi làm việc với các bạn, tôi luôn luôn nói về cái khải tượng là từng bước step by step như thế nào đó. Làm việc từng bước một như thế nào cho cái khải tượng này. Xây dựng như thế nào, môn đồ hóa như thế nào, từng bước một công tác của Chúa như thế nào để phấn hưng, để có thể chuẩn bị cho sự phấn hưng thì phải làm như thế nào, từng bước một bây giờ như thế nào. Cho nên là anh chị em ơi, có cần là khải tượng nha, những cái mà lâu dài, nhưng mà cũng cần phải có những cái bước trước mắt là chúng ta cần phải dẫn Chúa phải dẫn chúng ta mỗi một ngày, nhưng mà Chúa sẽ làm điều đó mỗi một lúc rõ ràng hơn, giống như cách mà Chúa bày tỏ cho mỗi xe. Amen. Suốt đoạn 7 câu 4 câu 7, Chúa cho Môi-se biết Ngài sẽ đón phạt trên Pharaoh và vương quốc Ai Cập. Amen. Chúng ta hôm nay học đến đây thôi. Chúc mừng anh chị em vì chúng ta đã kết thúc. Hallelujah. Ngày học hôm nay. Ơi, hy vọng là hôm nay mọi người học được cái gì đó. Amen. Hallelujah.